Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 256, làm AI ra thất vọng. Nhị tiểu thư hạ hoanh nhiễm của tướng phủ đã kiện đại tiểu thư Hồ Hạnh Nhi vì tội đả thương người khác khiến cả kinh thành sóng to gió lớn. Hồ Hạnh Nhi không thừa nhận cái tội từ trên trời rơi xuống, nói rằng hôm đó sau khi hạ hoanh nhiễm đánh cũng không gặp lại nàng ta nữa. Nàng ta đưa ra chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Còn có nhân chứng, có rất nhiều người thấy sau khi Hạ Oanh nhiễm rời đi, nàng ta cũng đi vào tử ái viện hơn một canh giờ sau mới ra. Người trong tử ái viện cũng nói trong khoảng thời gian ấy, Hồ Hạnh Nhi vẫn luôn ở đây chứ chẳng bước ra ngoài nửa bước. Cũng bởi vì vậy mà không khớp với khoảng thời gian Hạ Oanh nhiễm đã nói. Hạ Oanh nhiễm nghe hình bộ nói mà tức muốn ói máu. Hóa ra nữ nhân kia lại mặt dày mặt dặn đến thế, nàng ta dám để bách tính làm chứng cho minh. Là nàng ta đã lừa gạt mọi người đúng rồi hạ oanh nhiễm chợt nhớ sau khi người nọ đánh nàng xong bằng tiến vào khu dân cư các ngươi đi thăm dò khu dân cư kia một chút sau khi đánh ta xong ả à ta cũng chạy trốn từ trong khu dân cư này lúc ấy bên trong khu dân cư có người mà những vùng lân cận cũng có dân cư ả à đánh ta gây tiếng động lớn như thế thì chắc chắn những người sẽ biết thôi thế là hình bộ đành phải sai người tiếp tục đi điều tra nhưng khi hỏi những người dân gần đó bọn họ chăm miệng một lời đều nói rằng đúng là hôm đó có ồn ào náo nhiệt thật nhưng cái nào nhiệt ấy xuất phát từ chuyện những đại lý dâu tùng cãi nhau xong đánh nhau chứ không phải do đại tiểu thư nhà họ hồ đánh nhị tiểu thư của tướng phủ còn về chuyện nói hồ hạnh nhi đi ra từ nhà dân gần đó thì quan sai cũng đã hỏi qua thế nhưng gia đình kia nói bọn họ không thấy ai bước vào mà cũng chẳng biết hồ hạnh nhi là ai hạ oanh nhiễm biết rõ chắc chắn là do hồ hạnh nhi đã mua chuộc những người kia dù sao tiên nàng ta nhiều như nước mà những người dân kia thấy tiên thì sáng mắt ra nên muốn bọn họ ngậm miệng lại cũng là chuyện dễ như ăn cháo. Nàng phát cáo ở hình bộ để quan sai tiếp tục điều tra. Thậm chí thừa tướng cũng biết chuyện này, lúc ông ta vội vàng chạy đến thì mọi chuyện đã chẳng thể ngăn cản được. Audio điện tử võ tấn bền Thật ra không thể quay lại được ở chỗ nhà họ hồ đến nha môn nói với quan rằng hạ oanh nhiễm đánh một người bên đường thế là nha môn đành phải sai người đi điều tra mới biết được chuyện Hạ Oanh Nhiễm đánh người là thật. Thậm chí còn có rất nhiều người mắt thấy tai nghe. Vậy là lần này, Hạ Oanh Nhiễm bị nha môn giam giữ. Nhưng phía nha môn cũng vô cùng khó xử, bởi vì Hạ Oanh Nhiễm không những là cành vàng lá ngọc của tướng phủ mà còn là thái tử phi trong tương lai. Nếu nàng ta bị bắt thì liệu hoàng hậu có tức giận không? Lương đại nhân kinh triệu Doãn không biết xử lý thế nào nên đành phải đi xin ý kiến của Lương thái phó. Lương Thái Phó nghe nói đó lại là chuyện dơ bẩn của tướng phủ bèn giận dữ nói, người hỏi Lão Phu làm gì? Đi tìm lãnh đạo của người đi, còn chuyện này cứ để bên hình bộ làm chủ xử lý. Nhưng nếu bên hình bộ giải quyết, e rằng bọn họ chỉ lo việc công mà chẳng màng tới việc tư. Lương Thái Phó bó tay toàn tập, thật ra mấu chốt ở đây là ông ta không thể đắc tội với nhà họ Hồ. Nhưng một khi chuyện Hạ Oanh nhiễm đánh người trên đường bị khép tội thỏa đáng, mà người có tội thì sao có thể làm Thái Tử Phi? một khi hôn sự này thất bại thì e rằng thất phu hạ hòe quân sẽ ngã bệnh bây giờ đều nghe nói rằng ông ta qua lại rất thân với vị quý thái phi bên kia nhưng nếu ông ra mặt giúp hạ oanh nhiễm vậy phải nói thế nào với hồ hạnh nhi hiếm lắm mới thấy nàng được thái tử mời ra ngoài dạo chơi cũng bởi lần này hắn đang tạo dựng hình tượng tốt nếu xử lý chuyện này không tốt thì nhà họ hồ phải lùi bước kéo theo những tổn thất lớn về phía bọn họ mà sao hạ oanh nhiễm có thể lắm chuyện như vậy chứ Ốc nàng ta là ốc heo sao? Bây giờ không được bên thái tử chào đón mà nàng ta còn đám đi gây chuyện. Lương thái phó đành chịu, dù sao ông cũng chỉ có thể tức giận oán trách mấy câu. Lương đại nhân cũng đáp lời, đúng vậy, những cành vàng lá ngọc nhà khác cũng đâu có ai từ cao như hạ oanh nhiễm đâu. Không hiểu tại sao ngày trước nàng ta được thái tử điện hạ vừa ý đâu. Với tình hình bây giờ thì xem ra đại tiểu thư hạ thương mai còn xuất sắc hơn nàng ta gấp trăm gấp ngàn lần. Lương Thái Phó bực bội không kém. Không phải do ngày trước ông là người cảm thấy Hạ Thương Mai không được quan tâm cưng chiều nên mới khiến Thái Tử đến gần Hạ Oanh Nhiễm sao. Mà lúc mọi chuyện vừa bắt đầu, Hạ Oanh Nhiễm cũng không phách lối như thế này. Nàng ta vui vẻ ở cạnh Thái Tử mà bản thân Thái Tử cũng rất thích nàng ta. Ai ngờ càng ngày càng thay đổi rõ rệt. Bây giờ vậy đi, người cố gắng đi kiếm một người trung gian để hỏi thăm một chút sao cho, lúc bên hình bộ xét xử không thể lấy chuyện đó ra định tội được. Còn chuyện này, lão phu không thể xen vào. Dừng một lát, Lương Thái Phó bỗng nói thêm, người đi báo chuyện này cho Hạ Thừa Tướng biết để ông ta đi tìm Tấn Quốc Công. Rồi sau đó để Tấn Quốc Công đến hình bộ nói mấy lời. Tốt nhất là nên để Hạ Oanh Nhiễm nói xin lỗi Hồ Hạnh Nhi. Sau khi nhận lệnh, Lương Đại Nhân đi tìm Hạ Thừa Tướng trước. Ông ta biết chuyện này nghiêm trọng bèn đi tìm Tây Môn Hiểu Nguyệt, theo lời dặn để Tây Môn Hiểu Nguyệt xin Tấn Quốc Công đứng ra nói giúp mấy lời. Tấn Quốc Công thấy mặc dù Hạ Thừa Tướng đã bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt nhưng vẫn còn hay lui tới. Hắn mong sau này có thể trở thành thông gia với tướng phủ bèn nhanh chóng đến hình bộ hỏi thăm về chuyện này. Vừa hay hình bộ cũng không muốn để ý tới chuyện hai nữ nhân đánh nhau, nên cũng kêu Hạ Oanh Nhiễm đi xin lỗi Hồ Hạnh Nhi như những gì Tấn Quốc Công nói. Hạ Oanh Nhiễm vốn chờ hình bộ đi bắt người, ai ngờ bọn họ lại bắt nàng ta đi xin lỗi. Cơn giận này sao có thể nuốt trôi được? hạ oanh nhiễm không những không xin lỗi mà còn bắt hình bộ tiếp tục truy cứu chuyện nàng ta bị đánh bên phía hình bộ hiểu ý nhưng nàng ta lại đến quậy và đập phá rất nhiều đồ đạc ở công đường hình bộ thế là hình bộ đành phải nhốt nàng ta lại trước chuyện này không thể không truyền tới tai hoàng thái hậu được sau khi nghe xong hoàng thái hậu cũng không lên tiếng mà chỉ kêu tôn công công mời hoàng hậu tới hoàng hậu cũng biết chuyện này nhưng nàng còn chưa kịp đứng ra giải quyết đã nghe thấy tiếng tôn công công bên ngoài nàng thở dài một hơi, sau đó dặn dò cho cung nữ bên người, người đi báo cho thái phó đại nhân là e rằng hôn sự này sẽ thất bại để ông ta nghĩ cách giữ chân hạ thừa tướng. Nếu không giữ được thì cũng không sao. Vâng, cung nữ đáp. Nghi Phi vừa hay cũng đến chỗ Hoàng Thái Hậu Thỉnh An. Dĩ nhiên chuyện này vừa là trùng hợp vừa là cố ý. Nghi Phi vốn mắt tinh tai thính nên cũng chuyện này, thế là nàng ta vội đến Thỉnh An Hoàng Thái Hậu. Khi nghe Hoàng Thái Hậu nhắc đến chuyện này, nàng ta cau mày nói thái hậu nương nương thứ cho thần thiếp nhiều lời nhưng thần thiếp thật sự không hiểu tại sao hoàng hậu nương nương lại muốn thái tử điện hạ cưới hạ oanh nhiễm tất cả mọi người đều biết hạ oanh nhiễm không phải là con gái ruột của thừa tướng mà là lúc chân nguyệt nhung gả tới tướng phủ đã có thai từ trước mới sinh hạ lâm với hạ oanh nhiễm cùng lúc hạ thừa tướng vốn là người sĩ diện coi trọng mặt mũi nên không thể không thừa nhận về chuyện này tướng phủ bọn họ có thể giả bộ không biết nhưng chúng ta là hoàng gia Sao có thể làm ngơ cưới một nữ tử lai lịch không rõ ràng? Đã thế sau này nàng ta còn lên làm mẫu nghi thiên hạ. Trước đó hoàng thái hậu đã từng nghe nói đến chuyện này, nhưng lời đồn lúc thật lúc giả nên bà cũng không đi tìm hiểu thêm. Cộng với việc nhận được chỉ thị của lão tổ tông Hàn Sơn muốn bà phải ngăn cản hôn sự này. Ông ta còn nói Hạ Thương Mai sẽ ra tay. Quay tới quay lui một hồi, cuối cùng Hạ Thương Mai không làm gì hết mà mọi chuyện vẫn đổ về phía bà dĩ nhiên bà cũng không biết chuyện này là do hạ thương mai làm hoàng thái hậu khẽ thở dài ai ra vẫn luôn không đồng ý mối hôn sự này chẳng phải từ lúc hoàng hậu hạ chỉ là ai ra đã tìm cách phế bỏ mối hôn sự này rồi sao xem ra bây giờ chính là thời cơ tốt nhất chỉ có điều nghi phi hỏi thái hậu lo lắng gì sao lo lắng thì cũng không phải chỉ là có người khiến ai ra phải thất vọng hoàng thái hậu đang nói tới hạ thương mai bà vẫn luôn chờ cô ra tay, nhưng chỉ thấy hiện giờ cô hoặc là tranh giành đất đai hoặc là tiến triển tình cảm với A Khanh chứ chẳng mảy may tính toán những thay đổi của tướng phủ sau này. Tướng phủ cần phải bị một đợt sóng dữ dội vào mới có thể khiến hạ hòe quân biết thế nào gọi là e sợ kính nể trong lòng. chương 257, Hôn sự thất bại. Nghi Phi mơ hồ đúng lúc Hoàng Thái Hậu đến liên nói, thần thiếp cáo lui. Lui đi, Hoàng Thái Hậu phất tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Sau khi nghi phi đi, Hoàng thái hậu thất vọng nói, người nói xem hạ thương mai này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể làm lão tổ tông xem trọng đến như vậy. Tôn công công cười nói, thưa Hoàng thái hậu hồ hạnh nhi này luôn trốn thái tử điện hạ, lần này chủ động hẹn ngài ấy ra ngoài. Còn làm ầm lên, ngài nói đây là bút tích của ai? Người là nói, đây đều là do nàng ta tính kế. Hoàng thái hậu hỏi. Tôn công công nói, không khó đoán. Hoàng thái hậu nghĩ một chút, nếu nàng ta làm như vậy cũng khá lắm, tốt xấu cũng giúp ai ra tìm được cái cớ. Thực ra nàng ta muốn cho người cái cớ, dù sao việc hạ chỉ vẫn cần người ra tay, không phải sao? Hoàng hậu nương nương đã ban hôn, muốn hủy hôn sự này còn cần người ra mặt, hạ thương mai đã dựng bậc thang cho người thì người thuận theo làm là được rồi. Hoàng thái hậu gật gật đầu, "Ừ, để xem hoàng hậu nói như thế nào đã, tướng phủ lớn như một miếng thịt béo, nàng ta đã ăn đến miệng rồi, khẳng định không nỡ bỏ." Tất nhiên rồi, tuy bây giờ hạ thừa tướng bị vương gia áp chế, nhưng bè đảng nhiều, không dễ ra tay. Lợi dụng cái giá này vẫn hơn. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy hoàng hậu đến. Hoàng thái hậu không đợi nàng ta quỳ xuống thỉnh an đã làm khó, nhìn đi người tìm cho thái tử nữ nhân gì đây. ngang ngược khóc lóc om sòm như vậy, ai ra đang định hạ chỉ đồng ý hôn sự này, liền xảy ra một đống chuyện lộn xộn như vậy. Người nói cho cho ai ra, thánh chỉ này còn có thể hạ không? Trước khi hoàng hậu đến cũng đã nghĩ đến việc hoàng thái hậu sẽ không vui nhưng không nghĩ đến hoàng thái hậu tức giận như vậy, bây giờ cũng không có ý kiến gì, nhẹ nhẹ thở ra, mẫu hậu thứ tội, thần thiếp trước cũng không biết nàng ta là người như vậy. Ngươi xem bây giờ làm thế nào, ý chỉ của ngươi đã hạ xuống, nếu ai ra hủy bỏ là không tôn trọng người làm hoàng hậu là ngươi. Hoàng hậu nghĩ một chút, những chuyện mẫu hậu bây giờ đã biết, vẫn chưa chắc là toàn bộ sự thật, không bằng thần thiếp tìm hiểu một chút hoàng thái hậu biết nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy bà ta cũng không gấp gáp dù sao chuyện này cũng đã xảy ra rồi lại có người cố ý sắp xếp chuyện này cũng không dễ lật đổ người đi điều tra rõ ràng nếu tội danh đầy đủ nàng ta đúng là ở đường lớn đánh người nhà môn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đi hoàng thái hậu lạnh lùng nói hoàng hậu chỉ có thể đáp vâng thần thiếp chuyên kinh triệu doãn đại nhân đến hỏi rõ ràng ngay sau khi hoàng hậu đi cũng không tìm kinh triệu doãn để tìm hiểu, bà ta biết không cần tìm hiểu, lấy tính cách của hạ oanh nhiễm nàng ta quả thật có thể làm ra chuyện này. Bên hồ hạnh nhi hơi kỳ lạ, ban đầu thái phó nói hôn sự, hồ gia luôn đùn đẩy đặc biệt là hồ hạnh nhi trốn không thấy người, bây giờ lại đột nhiên mời, lại phô trương như vậy làm người ta nghi ngờ. Hoàng hậu ngẫm nghĩ một chút, ra lệnh chuyên du ma và phan đan nhập cung để hỏi động thái của hạ thương mai. Du ma ma nói cho hoàng hậu biết hạ thương mai trốn như vậy là vì dự liệu được chuyện bệnh dịch sẽ ngáng chân cô cho nên cô trốn đi trước. Hoàng hậu không tin Du ma ma liên hỏi Phan Đan. Phan Đan nói, Du ma ma nói đều là sự thật, hạ thương mai quả thực đã rời tướng phủ, trốn ở tiểu viện chân gia, và lại theo vi thân điều tra được biết nàng ta và hồ gia không có qua lại. Hoàng hậu ừ một tiếng, nhìn Du ma ma hỏi, chị em hạ thương mai và hạ oanh nhiễm không hợp, nhưng gần đây không nghe thấy hai người bọn họ làm loạn việc gì, người ở trong phủ có biết có chuyện gì không? Dù ma ma kể chuyện của Lam Ngọc và Hạ Uyển Nhi cùng liên kết hại quế viên gia, cố ý giấu chuyện tiểu tôn bị bán vào túy nguyệt lâu, Phan Đan không biết chuyện này nên không dù ma ma nói câu này cũng không sợ hoàng hậu sinh ra nghỉ ngờ. Xác thực Hạ Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi không có cấu kết, tâm hoàng hậu mới buông lỏng ra một ít. Xem ra Hồ Hạnh Nhi có ý thân cận với thái tử. Nhưng như vậy thì thật sự không thể đắc tội Hồ gia. Nghĩ đến đây hoàng hậu lại lệnh cho người đưa thư đến cho thái phó để hình bộ xử lý cho công bằng. Bên hình bộ nhận được mệnh lệnh tất nhiên sẽ xử lý công bằng, vậy án này phải chuyện lại cho nha môn Kinh Triệu Doãn. Chuyện này vòng đến vòng đi vẫn vòng về bên Nhiễm đại nhân, Nhiễm đại nhân ôm đầu âm thầm kêu khổ. Hai bà cô này đều không dễ đắc tội nha, Hạ Uyển Nhi có tướng phủ, Hồ gia có tài lực hùng hậu vẫn là sư ra vòng đến khích lệ nói, đại nhân, ngài cần gì nghĩ nhiều như vậy? Không phải nói xử lý công bằng sao, vậy cứ làm theo công bằng đi, ngài cũng chỉ là làm theo chỉ đạo thôi. Một lời nói của sư gia làm nhiễm đại nhân thức tỉnh, đọc hồ sơ thì theo pháp luật đã thương người và vô cáo, bởi vì sự việc không nghiêm trọng nên phạt ra 15 ngày. Tân Quốc công tìm được hạ thừa tướng nói, lão phu đã tận lực rồi, lần trước ta cũng đã nói qua nếu như nàng ta nhận tội xin lỗi thì chuyện này coi như qua đi, nhưng nàng ta đã từ chối xin lỗi thì chuyện này chỉ chỉ có thể giao cho nha môn xử lý. Hạ thừa tướng cũng biết là tân quốc công đã giúp đỡ, nói lời cảm tạ rồi tiên ông ta đi. Quay người mặt ông ta cũng tái xanh cả lên nhìn lão phu nhân cười lạnh mấy tiếng, hoàng gia sao có thể muốn đứa con dâu như vậy. Mối hôn sự này thất bại rồi. Lão phu nhân nhắm mắt bình tĩnh nói, gỗ mục không khắc được, xem ra tất cả những điều trước đây chúng ta làm đều vô ích rồi, Vậy bây giờ làm gì mới được đây? Hạ thừa tướng không lo không được, ông ta vẫn chưa bỏ mộng làm quốc công, mà hợp tác với thái phó vẫn tính thuận lợi, bệnh cương thi lần này cũng sắp bùng phát rồi, chuyện này ông ta cũng coi được ghi công. Người tìm thái phó nói chuyện trước, ông ta chắc cũng được ghi công. Lão phu nhân cũng không đành lòng thất bại trong gang tắc, tuy lúc trước bà ta có tâm tư dựa vào quý thái phi nhưng tình hình bệnh sát sống bây giờ, quả thật là tình huống tốt. Nhưng không được thì phải làm sao? hạ thừa tướng hỏi lão phu nhân ngẫm một lát ngươi để tấn quốc công bình tĩnh hai ngày đã nếu như thật sự không có cách nào thì đến lúc đó tính sau vậy mẫu thân là muốn hạ thừa tướng mơ hồ đoán được ý của bà ta lão phu nhân nhìn ông ta nếu như hạ oanh nhiễm không thể gả cho thái tử thì ngươi đi theo thái phó cũng chẳng được lợi ích gì vẫn nên chừa chút điểm yếu trong tay đến lúc đến chỗ quý thái phi cũng dễ nói chuyện đưa điểm yếu của thái phó qua đó có thể làm quý thái phi nhìn bằng con mắt khác nhưng hạ thừa tướng còn cảm thấy nếu có hy vọng ở chỗ thái tử thì không cân động chân động tay cô nương thúy ngọc nói có muốn vào trong đại lao thăm nhị tiểu thư không mối hôn sự này tuy đã thất bại một nửa nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được nên đi thăm nàng ta lão phu nhân nghĩ một lúc rồi nhìn hạ thừa tướng nói ngươi tự đi nhân tiện cảnh cáo nó trong mục không được gây chuyện không biết bây giờ ép nàng ta xin lỗi còn có tác dụng không thúy ngọc cô cô hỏi hạ thừa tướng lắc đầu không có tác dụng đâu, sau khi án đã có hiệu lực thì phải thi hành, bây giờ xin lỗi cũng vô ích, lúc hòa giải cũng đã cho nó cơ hội rồi." "Thứ vô dụng." Lão nhân gia khinh thường nói. Hạ thừa tướng đi thăm Hạ Oanh Nhiễm, nàng ta gào lên khóc kinh thiên động địa muốn Hạ thừa tướng đưa nàng ta ra ngoài. Hạ thừa tướng lạnh nhạt nói, "Bây giờ trong cung cực kỳ tức giận, thân phận thái tử phi tương lai của ngươi có thể giữ được không còn chưa nắm chắc, ngươi lại làm loạn." Nếu mà ngươi tiếp tục làm loạn thì đừng nói 10 ngày 10 tháng cũng chưa chắc được ra. Phụ thân, người tin con, Hồ Hạnh Nhi thực sự đánh con, người xem, vết thương khắp người con đều là nàng ta đánh." Hạ Oanh Nhiễm khóc nói. Chương 258: Đốt thôn. Hạ thừa tướng nhìn nàng ta vết thương đầy mặt, tuy trong lòng không ưa gì, nhưng vẫn tin lời nàng ta nói. Chẳng lẽ Hồ Hạnh Nhi thật sự ra tay đánh nàng? nhưng căn cứ theo lời cung khai của dân chúng do bên hình bộ và kinh triệu doãn giao lại đây, việc này không thể nào xảy ra được, hơn nữa Hồ Hạnh Nhi cũng có chứng cứ không tại hiện trường. Còn một điều nữa, chính là Hồ Hạnh Nhi tại sao phải làm như thế? Trừ khi nàng ta muốn làm Thái tử Phi, nên mới bày ra biết bao mưu sâu kế độc để phá hoại cuộc hôn nhân này của Thái tử và oanh nhiễm. Nghĩ tới đây, ông ta nói, ngươi kể lại đầu đuôi tất cả sự việc xem nào, không được giấu giếm bất kỳ điều gì, nếu không người làm cha như ta cũng chẳng thể nào giúp được cho ngươi hạ oanh nhiễm ngừng khóc kể lại hôm ấy nàng ta nhân lúc thái tử điện hạ rời đi đã đánh mắng hồ hạnh nhi như nào sau đó lúc rời đi lại bị hồ hạnh nhi ngăn lại đánh ra sao nói hết toàn bộ lần này nàng ta nào còn dám giấu giếm điều gì nữa hạ thừa tướng nghe xong càng cho rằng đây vốn là một âm mưu hồ hạnh nhi này rõ ràng là cố ý làm như vậy nếu có thể tìm thấy được nhược điểm của hồ hạnh nhi thì mới có cơ hội lật ngược tình thế. Nghĩ vậy, hạ thừa tướng dặn dò hạ oanh nhiễm, người ngoan ngoãn ở đây, không được gây chuyện, nếu lại gây ra phiền phức gì, thì cái vị trí thái tử phi coi như hết. Phụ thân người nhất định phải giúp con, con không muốn ở lại đây. Hạ oanh nhiễm khóc lóc cầu xin. Hạ thừa tướng hận không thể tát nàng ta mấy cái, lạnh giọng đáp, đã sớm nói cho ngươi, làm việc gì cũng phải thận trọng, nhất là vào giai đoạn này, ngươi cứ không nghe, còn đi gây chuyện với hô hạnh nhi, ngươi cho rằng nhà họ hồ không dám làm gì ngươi sao nhà họ hồ chỉ là dân buôn bán bọn chúng có năng lực gì chứ hạ oanh nhiễm không cam lòng vẫn xem thường nhà họ hồ như xưa nhà họ hồ nếu không có chút năng lực gì thái tử tại sao lại qua lại với hồ hạnh nhi dùng đầu nghĩ cho kỹ rồi hãy nói ông ta cũng không muốn nói gì thêm với hạ oanh nhiễm quay người rời đi hồ hạnh nhi gây ra chuyện như vậy đã tranh thủ thêm thời gian 2-3 ngày nữa cho thương mai. Cô đóng cửa không ra, chuyên tâm nghiên cứu về bệnh cương thi. Bệnh tình của Vương Du xác thực đã có chuyển biến tốt hơn, thương mai dự định sẽ phi châm cho hắn thêm lần nữa, mong rằng sẽ kích thích được khả năng tự trị của cơ thể hắn. Thị vệ và Vương Đại Tẩu đã có dấu hiệu phát bệnh, đặc biệt là Vương Đại Tẩu, mắt đỏ rực, hơn nữa cứ liên tục nhìn chằm chằm người khác, cứ như sắp nhào qua căn người tới nơi. Mắt của thị vệ kia cũng đỏ ửng lên, nhưng vẫn còn tự kiềm chế bản thân được, mỗi ngày ba lần nói tình trạng của chính mình cho Thương Mai, nói vô cùng tỉ mỉ rõ ràng. Người khiến Thương Mai không hiểu được là nghiêm vinh. Hắn hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của bệnh cương thi, mắt không đỏ, mạch cũng bình thường, tỉnh thân cũng vẫn ổn, hơn nữa vết thương bị căn phải cũng gần như lành rồi. Mà vết thương của thị vệ và vương đại tẩu vẫn chưa khép lại được, dùng thuốc gì cũng không khiến vết loét ngừng lan ra thương mai cũng đã dùng phi châm cho hai người tạm thời thì không thấy có hiệu quả gì để kiểm chứng tác dụng của phi châm thương mai đã thử thí nghiệm trên cơ thể của đao lão đại sau khi thi châm có bất cứ phản ứng đều phải nói cho ta biết biết chưa thương mai dặn dò hẳn đao lão đại ngồi im không nhúc nhích trên ghế đáp đã biết rồi nâng châm lên tiếp tục châm tới huyệt phong trì thì không thể thi châm tiếp được ngược lại vẻ mặt đao lão đại đột nhiên ửng đỏ lên Sao vậy, có phản ứng gì sao? Thương Mai cũng không có cách nào trong một lúc mà thi châm xong, nhưng khi châm tới huyệt phong trì, đao lão đại hình như có chút khác thường. Phản ứng, đao lão đại nghiêng đầu suy nghĩ, có vẻ không biết nên nói như nào. Người cứ nói thẳng đi, thương Mai ngồi trước mặt hắn ta nói thế. Đao lão đại ậm ừ, nhỏ giọng nói ta muốn tìm một cô nương. Tìm cô nương, tìm cô nương gì, thương Mai thắc mắc, thì chính là tìm một cô nương, tìm, rồi cho tiên, đao lão đại sau khi nói xong thì xấu hổ, nhưng đại tiểu thư bảo có phản ứng gì cũng phải báo lại cho nên hắn không dám giấu. Thương Mai ngây ra hỏi lại, ngươi là nói. Nàng bất giác nhìn xuống, quả nhiên thấy như thế. Thương Mai cũng dở khóc dở cười, cái phi châm này thế mà có hiệu quả như thế. Hèn gì hôm đó thí nghiệm trên cơ thể Tô Thanh xong hắn cứ kỳ lạ như nào. Tối nay ta không ăn cơm, không cần gọi ta. Thương Mai đột nhiên nghĩ tới điều gì, dẫn Vương Đại Tẩu vào phòng, sau đó đóng cửa. Ba ngày sau đó, Thương Mai lần lượt thi châm cho năm người Vương Du, Nghiêm Vinh, Đao Lão Đại, Vương Đại Tẩu, Thị Vệ. Mỗi một lần đều ghi chép tỉ mỉ, quan sát cẩn thận. Cứ như thế, lại qua thêm hai ngày, 5 ngày này cứ như đi cướp về được, khi Thương Mai mở cửa phòng lần nữa. Nói một câu với Tiểu Khuyên, lần này thật sự phải cảm ơn đại tiểu thư nhà họ Hồ rồi. Cô thật, nếu không có Hồ Hạnh Nhi tranh thủ thêm thời gian mấy ngày này cho cô, cô căn bản không thể nào tìm hiểu rõ được vấn đề. Tiểu khuyên lại vô cùng lo lắng mà nhìn về phía cô, đại tiểu thư, người không biết mấy ngày nay người không ra ngoài, bên ngoài đã dồn thổi như nào đâu, dân chúng đều nói người có thể trị bệnh cương thi, nhưng vương ra không cho người đi. Có người hoài nghi rằng vương ra lòng mang ý xấu. Thương Mai bình tĩnh nói, ừ, dù ta không ra ngoài, nhưng nghe các người thì thâm với nhau vẫn biết một ít hôm nay chân loan loan cũng tới, nàng ta lo lắng nói, nghe tổ mẫu nói, buổi chiều sớm hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Thương Mai thở dài, nhìn sắc trời bên ngoài đáp còn không phải sao. Đều thành như thế rồi còn gì. Hạ oanh nhiễm vào ngục, hạ thừa tướng vì nàng ta chạy kiếm khắp nơi, nhưng chẳng có kết quả, tuy ông ta nghi rằng đây là âm mưu của Hồ Hạnh Nhi, nhưng lại chẳng tìm thấy chứng cứ gì, mà Hồ Hạnh Nhi này làm việc tỉ mỉ. Lời cung khai của dân chúng khớp đến lạ, cũng là một người tài. Thương Mai cười lạnh, cứ để ông ta làm đi, nhưng rất nhanh ông ta sẽ biết rằng những việc đó đều vô dụng thôi. Buổi chiều sớm, Kim Loan Điện. Buổi chiều sớm hôm nay có thêm một người, người đó chính là Hoàng Thái Hậu. Hôm qua Quý Thái Phi vừa vào cung, thỉnh người đi nghe xem các đại thân có cái nhìn như nào về bệnh cương thi. Vừa bắt đầu buổi chiều, Tấn Quốc Công Dân Tấu nói, Thái Hậu, Vương Gia, hiện nay bệnh cương thi đang diễn ra ngày càng ác liệt, đã đến mức không cách nào xử lý được nữa, thân to gan, Thỉnh Vương ra hạ chỉ đốt thôn, chỉ còn mỗi cách này mới có thể tạm dừng tình trạng hiện nay. Mộ Dung Khanh còn chưa nói gì thì thôi đại nhân của Trung thư lệnh đã lên tiếng, thân cho rằng không thể làm như vậy, cũng không phải toàn bộ thôn Thạch đâu ai cũng bị nhiễm bệnh, phần lớn người dân vẫn không bị gì, hơn nữa bệnh dịch chưa phát tán thêm, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế được, nếu hạ chỉ đốt thôn sẽ khiến cho dân chúng hoảng sợ, hơn nữa, không chỉ thôn Thạch đâu mới có bệnh dịch, trong quân, hai phố Tây Bắc cũng có, nếu muốn thiêu, các chỗ khác cũng phải làm y vậy, đây là điều không thể được. Tân Quốc Công nghe thế cười lạnh, thôi đại nhân nói nghe nhẹ nhàng thế, là điều không thể. Vậy thôi đại nhân có biện pháp gì không? Người có biết chỉ trong thời gian ngắn ngủi, dân số trong kinh giảm đi bao nhiêu không? Từ lúc bệnh cương thì bùng phát đến nay, còn chưa tới 10 ngày, đã có hơn 30.000 người rời đi kinh thành, ai ai cũng sợ bệnh này sẽ kéo ra lâu dài ở kinh thành mà Kinh Thành là đế đô của nước Đại Chu ta, nếu để cho bất kỳ quốc gia nào biết Kinh Thành nước ta xảy ra bệnh dịch, hậu quả so với cái việc đốt thôn đó chỉ có lớn hơn mà thôi. chương 259, Cưới Hổ Khó Xuống Hoàng Thái Hậu nghe lời này, trong lòng vô cùng khó chịu, tấn quốc công, lời thì nói như vậy, nhưng giờ phải thiêu chết mấy trăm người thôn thạch đâu thì quá sức tàn nhẫn, bởi không phải ai trong họ cũng nhiễm bệnh. Tấn Quốc Công vẫn nói, Hoàng Thái Hậu, muốn thiêu chết nhiều người như vậy, ai cũng không muốn, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Đến hiện nay, ngự y cũng chẳng có cách nào để đối phó với tình hình dịch bệnh, nhân gian có người cho rằng, đây chẳng phải là dịch bệnh gì, mà là yêu ma gây rối. ông trời muốn trừng phạt đại chu ta, nếu những lời đồn này tiếp tục truyền xa, ắt sẽ gây ra đại loạn trong dân gian, nếu có người muốn gây chuyện, nhân cơ hội này gây rối giang sơn đại chu ta, đến lúc đó thì giang sơn của nhà mộ dung này ắt là hủy mất. Lương Thái Phó thở dài một hơi, đứng ra nói hoàng thái hậu thân đồng ý với kiến nghị của tấn quốc công chuyện này không thể kéo dài thêm nữa không chẳng biết sẽ gây ra hậu quả gì nếu đại chu ta mà có nội loạn thì bắc mạc bên kia chắc chắn không bỏ qua cơ hội này thái hậu giơ tay thái phó có phải đã quên chúng ta và bắc mạc đã ký hòa ước rồi lương thái phó nghe thế đáp lời thái hậu từ xưa tới nay có biết bao vị quân chủ đã xé bỏ hiệp nghị chứ có đếm cũng đếm không hết giang sơn đại chu ta xinh đẹp đất đai màu mỡ. Trong mắt các nước khác là một khối bánh lớn đến cỡ nào, ai cũng đang nhìn chằm chằm. Nếu nay đại chu ta chỉ vì bệnh dịch mà gây ra nội loạn, là thời cơ thâm nhập tốt nhất, còn ai nhớ tới cái hiệp ước đó có tồn tại hay không? Thôi đại nhân nói, lời của Thái Phó cũng không sai, nhưng đốt thôn cũng chẳng phải biện pháp hay, việc này liên quan tới rất nhiều mạng người, đốt thôn thạch đầu rồi, vậy còn các binh lính trong quân thì sao? Dân chúng phố Tây, phố Bắc lại như thế nào? chẳng lẽ gom chung đốt hết một lượt. Thái phó lạnh lùng nói, nếu phải đi tới bước đường đó, thì đành phải thế, cũng tốt hơn để dịch bệnh tràn lan thêm nữa. Thái phó nói như thế, bèn đứng ra, thần khẩn cầu Hoàng Thái Hậu và Vương ra hạ trị, đốt thôn thạch đầu, ngăn chặn dịch bệnh. Cứ thế quỷ xuống, hơn một phân ba quan viên cũng quỷ theo, tạo thế ép buộc. Mộ Dung khanh lạnh lùng nhìn một đống người đang quỷ phía dưới, trong mắt ánh lên tức giận cùng cực. Tiêu Kiêu lạnh giọng nói, "Thái phó một câu thì đành phải thế thật sự khiến lòng người lạnh lẽo, không biết nếu ngài bị nhiễm bệnh rồi, người xung quanh đều muốn đốt chết ngài, ngài sẽ cảm thấy như nào?" Thái phó vẻ mặt thản nhiên đáp, "Nếu bản quan bị nhiễm bệnh, sẽ gây hại đến người khác, vậy bản quan còn cầu được đốt chết, tránh phải ở thế gian gây hại mọi người." Tiêu Kiêu lại nói, "Đó chỉ là do mọi chuyện chưa xảy ra trên người ngài sao? Nếu mà có xảy ra, chỉ sợ ngài sẽ không nói được như thế." Thái phó nhìn về phía Tiêu Kiêu, lời này của Tiêu đại tướng quân thật khiến lão phu thất vọng, ngài là đại tướng trong triều, là một trong những nòng cốt của triều đình, lại nói ra những lời ích kỷ như thế, nếu đại chu ta ai cũng ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình như ngài, thì nước ta sớm đã diệt vong. Tiêu Kiêu lại cười lạnh đáp, ý của thái phó ngài là đại chu ta có được an yên phồn hoa như hôm nay, không có công lao của các tướng sĩ nơi biên thủy đổ máu xuống mà có được, mà là do những người có tư tưởng như thái phó ngài hoàng thái hậu nghe thấy hai người bắt đầu cãi nhau bất giác nhíu mày quay đầu hỏi a à, khanh con có kiến nghị gì không bà chỉ là một người phụ nữ những chuyện lớn quốc gia như thế vẫn phải nghe theo ý kiến của hắn mộ dung khanh lại nhìn về phía hạ thừa tướng hỏi thừa tướng có cao kiến gì không hạ thừa tướng tựa hô không nghĩ tới mình sẽ bị hỏi nên ngay ra vài giây sau đó đáp thần thần cho rằng đốt thôn không phải cách hay vậy làm như nào mới là cách hay Mộ Dung Khanh lại hỏi. Hạ thừa tướng đứng ra nói, "Thần cho rằng tìm ra cách trị bệnh mới là cách tốt nhất." Tân Quốc công nghe thế cười lạnh một tiếng, nói như thừa tướng ai mà không nói được. Vấn đề là Ngự Y mãi vẫn không tìm ra được phương thuốc chữa bệnh, ngay cả nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm được, ngược lại ta nghe dân gian đồn rằng, con gái của người Hạ Thương Mai biết cách chữa trị loại bệnh này, nhưng mà, cũng nghe đồn rằng thừa tướng ngươi thương tiếc con gái, không nỡ cho con bé đi đến khu có dịch hạ thừa tướng đơ ra, gượng gạo đáp lời, ngài lời này nghe ai nói thế. Không hề có chuyện này, con gái thần chỉ là nữ tử khuê các, làm gì hiểu biết y thuật chứ. Tân quốc công hừ một một cái, hạ thừa tướng không cân khiêm tốn, hạ thương mai chỉ được bệnh động kinh cho lương vương, ngay cả vết thương của vương gia cũng lành lặn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, này mà bảo nàng ta không hiểu biết y thuật sao. Hoàng Thái Hậu nghe lời này, vui mừng, nhìn về phía hạ thừa tướng, ái khanh, thương mai, con bé thật sự biết cách trị bệnh này sao? Hạ thừa tướng do dự một lát rồi mới đáp, bấm hoàng thái hậu, con bé tuy từng có nói qua có biết sơ về cách chữa bệnh này, nhưng cũng chỉ là biết sơ mà thôi, không phải năm chất chữa khỏi hoàn toàn. Thật sao, con bé thật sự từng nói thế? Hoàng thái hậu vô cùng kích động hỏi. Hạ thừa tướng gật đầu, vâng. Lương thái phó lại hỏi, thừa tướng, giờ không phải là lúc đầu cơ chuộc lội kiếm công, ngài đừng có nói bậy hạ thừa tướng nghe lời này, tức đến đỏ mặt, thái phó nói vậy là có ý gì? Bản tướng là người đứng trước nạn quốc gia mà đầu cơ chuộc lợi sao? Tân quốc công nghe thế thì nói, tuy đồn rằng hạ thương mai biết cách chữa bệnh này, nhưng bản hâu không tin, hạ thương mai nếu biết cách chữa, sớm đã đứng ra rồi, cần gì phải đợi tới lúc này. Bản hâu cũng không phải muốn ngăn thừa tướng ngài lập công, nhưng, chuyện này không phải chuyện nhỏ, ngài vô cớ cho mọi người hy vọng, cũng khiến Hoàng Thái Hậu và Vương gia đưa ra phán đoán sai lầm. Đến lúc đó dịch bệnh không chỉ không giảm bớt mà còn lan rộng hơn, hạ thừa tướng ngài dù có 100 cái đầu cũng chặt không đủ. Hạ thừa tướng tức đến run người, tấn quốc công đừng có ức hiếp người như vậy, bản tướng ở đây thay con gái lập quân lệnh, nếu con bé trong vòng nửa tháng không tìm ra được phương thuốc chữa bệnh, sẽ bị chém đầu. Lễ thân vương vẫn luôn không nói gì từ đầu, nghe đến câu này của hạ thừa tướng, bất xác nhíu mày, người thay hạ thương mai lập quân lệnh, nhưng người bị chém đầu lại là con bé. Này không được, phải đổi ba chữ Hạ Thương Mai thành Hạ Hoè Quân mới đúng. Vẻ mặt Hạ thừa tướng tái đi đôi phân. Mộ Dung Khanh bình tĩnh nhìn về thái tử đứng ngay đầu nói, "Thái tử, cũng nói ý kiến của mình xem." Thái tử trước giờ mang tâm thái đứng cho đủ số, vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện hôm nay, hắn còn đang mãi nghĩ về chuyện của nhà họ Hồ, từ khi xảy ra chuyện của Hạ Oanh Nhiễm, ngày hôm qua hẹn Hồ Hạnh Nhi đi ra, thế mà lại bị từ chối, hắn vô cùng tức giận, nhưng biết mọi chuyện phải trách hạ oanh nhiễm, Cho nên, khi nghe mộ dung khanh hỏi, lại nghĩ đến lời dặn dò của của lương thái phó, hắn nói, bản cung cảm thấy, nếu đã muốn lập quân lệnh, thì nên thêm cả mạng của hạ thương mai và hạ thừa tướng cùng lập, như thế mới công bằng. Hạ thừa tướng nghe thế ngẩng đầu nhìn thái tử, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hoàng Thái Hậu không vui nói, cứ để Thương Mai đi chữa trị thử xem, sao lại cứ phải lập quân lệnh. Thái phó nói, "Hoàng thái hậu, thật ra lập ra quân lệnh cũng là việc tốt, ít nhất có thể để hạ thương Mai dốc sức mà nghiên cứu cách chữa bệnh, nếu mà không có áp lực, nàng ta chưa chắc sẽ cố hết sức." Hoàng thái hậu lại nhìn về phía Mộ Dung Khanh hỏi, "Con nói xem sao?" Mộ Dung Khanh từ đầu đã chẳng nói gì, vẻ mặt cũng vô cùng thản nhiên, tựa như chuyện mà họ đang bàn tới chẳng có chút dính líu gì tới hắn. Nhưng mà, thật ra tất cả mọi người đều biết, hắn hiện giờ đã cưới hổ khó xuống. Nếu tình hình bệnh dịch không thể khống chế được, thật sự sẽ gây ra bạo động trong nước. Cho nên, đối với mộ Dung Khanh mà nói thì đốt thôn là một chuyện tốt. Chương 260, quân lệnh vương. Vì vậy mọi người đều cho sự không để tâm của hắn chỉ là phô trương. Hắn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi từ tốn nói, từ khi đại dịch bùng phát đến nay đã có hơn trăm người phải chết, có rất nhiều suy đoán về căn bệnh này, cho rằng trời cao muốn trừng phạt đại chu nên mới để bệnh dịch kéo đến. Tuy là lời đồn vô căn cứ nhưng cũng đại biểu cho tiếng nói của nhân dân. Bây giờ người dân kinh thành đều muốn rời khỏi đây, bất kể đi đâu chắc chắn cũng sẽ mang nỗi hoảng sợ này theo. Tân quốc công đề nghị đốt thôn làng, đây là cách để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhưng không phải là một cách hay, như thừa tướng đã nói, cách tốt nhất là tìm ra phương thuốc để chữa căn bệnh này. Lương thái phó đáp, vậy tức là vương gia đồng ý để hạ thương mai đến vùng dịch ạ? À? Mộ Dung Khanh nhìn Thái phó, nếu Hạ Thương Mai có thể nghiên cứu ra phương pháp tốt thì tại sao bản vương lại không đồng ý? Thái phó trả lời, thần cho rằng Hạ Thương Mai là vị hôn thê của vương gia, vương gia sẽ không nỡ để nàng đến vùng dịch. Dù sao mấy ngày nay người ngoài đều đồn rằng Hạ Thương Mai có thể chữa khỏi bệnh, hơn nữa tướng gia cũng đã nói Hạ Thương Mai từng khẳng định chắc chắn chữa được, nhưng lại chưa nghe vương gia lên tiếng xác nhận. Mộ Dung Khanh nở nụ cười lạnh lùng, vậy ư? hạ thương mai chưa từng nói với bản vương nàng có thể chữa được dù sao bây giờ nàng vẫn là đại tiểu thư của hạ gia chứ không phải nhiếp chính vương phi của ta nàng nói với phụ thân nàng mà không nói với bản vương không phải chuyện rất bình thường sao tân quốc công lên tiếng vương gia, vậy người đồng ý hay không đồng ý ạ à? có cần phải lập quân lệnh trạng không mộ dung khanh nhìn hạ thừa tướng tướng gia người có ý kiến gì về nội dung quân lệnh trạng thái tử đưa ra không sắc mặt hạ thừa tướng tối sâm liếc nhìn thái phó thần không có ý kiến. mộ dung khanh hờ hững nói được nếu ngươi không có ý kiến vậy thì ngươi thực hiện quân lệnh này đi. hắn giơ tay sai người chuẩn bị giấy bút. hoàng thái hậu hơi lo lắng bèn gọi mộ dung khanh ra phía sau nói chuyện. a à, khanh quân lệnh trạng không phải chuyện đùa một khi đã lập ra nếu hạ thương mai không làm được thì khó giữ được mạng sống con thật sự muốn lấy tính mạng nàng ra mạo hiểu sao? mộ dung khanh không trực tiếp trả lời bà mà hỏi lại, có phải mẫu phi vào cung nói với người chuyện này không? Mẫu phi còn có vào cung nhưng không nói chuyện hạ thương mai đến vùng dịch, là ai ra nhắc tới? Hoàng thái hậu đáp. Mộ Dung Khanh nhìn hoàng thái hậu, vậy người cho rằng mẫu phi vào cung nói với người chuyện này có mục đích gì? Hoàng thái hậu giật mình, a à Khanh, con hiểu lầm nàng quá sâu rồi, có thể nàng không có ý đó. Mộ Dung Khanh thờ ơ trả lời, không phải nhi thần hiểu lầm bà ấy quá sâu mà là có một số chuyện bà ấy đã làm quá. Hoàng Thái Hậu biết chẳng phải một sớm một chiều mà nên chuyện, bây giờ không phải lúc tháo gỡ khúc mắc cho mẫu tử hai người, bà nói, ai ra chỉ lo hạ thương mai không chữa được sẽ mất mạng một cách vô ích, bao nhiêu năm nay không có nữ nhân nào lọt được vào mắt con, mẫu hậu sợ kéo dài chuyện hạnh phúc cả đời của con. Mộ Dung Khanh kéo tay bà ngồi xuống, mẫu hậu, đây là mục đích nhi thần không gọi hạ thương mai vào cung quân lệnh này do hạ thừa tướng lập, nếu thương mai nghiên cứu ra phương thuốc tốt thì sau này nàng ở bên bản vương, còn ai dám nói nửa lời. Nếu không chữa được thì thứ nhất trong quân lệnh này không có dấu tay nàng, thứ hai là chưa xin ý kiến nàng, nàng có thể dâng tấu, phủ định trách nhiệm của quân lệnh trạng, như vậy trách nhiệm còn lại đều do hạ thừa tướng gánh vác. Có thế làm vậy không? Hoàng Thái Hậu hỏi. Đúng vậy, điều khoản cuối cùng trong pháp luật Đại Chu từng nói, quân lệnh trạng buộc phải do bản thân người trong cuộc lập nên, hơn nữa phải có trên ba người làm chứng, mà chưa chắc những quan viên của Vương Triều Đại Chu đã đọc tới điều khoản cuối này. Không phải quan viên thẩm vấn xử phạt thì ai đi đọc luật pháp. Lúc này Hoàng Thái Hậu mới yên tâm. Đúng như bà nói, bà không quan tâm đến sự sống chết của Hạ Thương Mai, bà chỉ lo lắng sẽ bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của mộ dung khanh. Bà biết A Khanh đã hy sinh quá nhiều cho Vương Triều Đại Chu, bà không nỡ để hắn chịu tủi nhục. Quân lệnh trạng đã được lập ra, Hạ Thừa Tướng ký tên, in dấu vân tay, dùng ngũ nguyện của ông ta và tính mạng của Hạ Thương Mai để đảm bảo, trong vòng nửa tháng, nếu Hạ Thương Mai không nghiên cứu ra được phương thuốc thì sẽ xử lý theo nội dung trong quân lệnh trạng. Sau khi bãi chiều, Hạ Thừa Tướng ngăn lương thái phó lại. Mặt ông ta âm châm, thái phó có ý gì? Bản tướng tưởng trước đây chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tấn quốc công nêu ra vấn đề này, bản tướng lấy tính mạng hạ thương mai ra để lập quân lệnh trạng, người lại bảo thái tử bắt bản tướng ký tên là sao? Thái phó lộ vẻ ái náy, tướng ra hiểu lâm rồi, lão phu không có ý này, đây là lời lúc thái tử nhất thời hồ đồ nói ra, lão phu về nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình thái tử. Hạ thừa tướng nhìn ông ta chầm chầm nhưng không nói một lời, thái tử sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Thật ra ai cũng biết thái tử chỉ là con rối của lương thái phó, ông ta bảo hắn nói gì hắn sẽ nói đó, bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm. Đặc biệt là trong việc lớn thế này, nếu không có sự chỉ dẫn của Thái Phó thì sao hắn có thể nói những lời như vậy? Thái Phó, có một số chuyện, trong lòng chúng ta đều rõ. Hạ thừa tướng lạnh lùng nói. Lương Thái Phó vỗ vai ông ta rồi cười nói, tướng ra chớ trách cũng đừng giận, nếu đã là Thái tử lỡ miệng thì Lão Phu và Hoàng hậu nhất định sẽ dốc hết sức để giữ lại chức quan cho tướng ra. Trong lòng Hạ thừa tướng thật sự rất hận Lương Thái Phó. Ông ta biết Lương Thái Phó đang dùng cách này để cảnh cáo, kìm hãm mình, nếu ông ta ngoan ngoãn nghe lời thì ắt có thể giữ được chức vị thừa tướng. Quả nhiên trước khi lương thái phó đi có lơ đã nói thêm, à đúng rồi, nghe nói gần đây lão phu nhân của tướng phủ và quý thái phi thường xuyên gặp nhau, khi về ông hãy nói với lão phu nhân, lần sau gặp quý thái phi thì hỏi thăm quý thái phi giúp lão phu nhé. Hạ thừa tướng nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên ông ta đã biết. Phủ nhiếp chính vương, quý thái phi, có tin tốt, Hạ thừa tướng đã dùng tính mạng của Hạ Thương Mai và mu ô sa của ông ta để lập quân lệnh trạng trước mặt văn võ bá quan, nói rằng trong vòng nửa tháng Hạ Thương Mai sẽ nghiên cứu ra phương thuốc chữa được bệnh dịch. A Phúc vội vội vàng vàng trở về bẩm báo với Quý thái phi. Quý thái phi ngồi trước hành lang, trên tay cầm một cuốn sách nghe, A Phúc bẩm báo thì thản nhiên ngước mắt, "Ngạc nhiên vậy làm gì? Đây không phải chuyện sớm muộn sao?" Mặt mày A Phúc hớn hở, "Là chuyện sớm muộn" nhưng nô tài tưởng rằng vương gia sẽ không đồng ý, không ngờ ngài ấy lại đồng ý. Quý Thái Phi lạnh lùng nói, hắn đồng ý nhưng ngươi cho rằng hẳn không có dã tâm sao. Dã tâm của hắn không phải đế vương mà là danh tiếng. Bây giờ muôn dân hoang mang, ai cũng oán trách hắn, nếu hắn không đưa ra phương án thực thi thì làm sao ngăn được tiếng mắng chửi của người dân. Nhưng lần này là dùng tính mạng của Hạ Thương Mai để đảm bảo. Quý Thái Phi tiếp tục cười diễu cợt, nữ nhân đối với hắn có giá trị gì? Đã bao giờ hắn để tâm tới nữ nhân nào? Chỉ là trước đây hắn luôn giả vờ thanh cao, cho rằng mình công chính, đến thời điểm mấu chốt chẳng phải cũng đẩy vương phi tương lai của mình vào chỗ chết đấy ư. chương 261, Thân phận của Nhu Nhi Cùng lúc đó, lão phu nhân của tướng phủ ra lệnh cho người loan tin hạ thương mai đã lập quân lệnh trạng trước mặt triều đình sẽ nghiên cứu ra phương thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân trong vòng nửa tháng nhưng không loan tin hạ thừa tướng dùng mũ ô sa để bảo đảm. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là một quả bom ném vào kinh thành, làm nổ tung bầu không khí chết chóc ở đây. Mặc dù vẫn luôn có tin đồn rằng hạ thương mai có thể chữa khỏi bệnh, nhưng rất nhiều người đều chỉ chuyên đi chứ không tin, bởi vì ngự y và đại phu của cục huệ dân mà nhiếp chính vương cử đến thôn thạch đầu đều không có cách chữa bệnh. Sau khi cáo thị hoàng gia được dán lên cũng có không ít đại phu tự động xin đến đó nhưng rồi cũng đều không thành công mà về thậm chí còn có đại phu bị căn. Bây giờ Hạ Thương Mai lập quân lệnh trạng dùng tính mạng mình để bảo đảm, độ tin cậy cao hơn rất nhiều, những người dân có ý định rời khỏi kinh thành đều giữ thái độ chờ xem, thậm chí còn không lập tức dọn dẹp đồ đạc để đi nữa. Tướng Phủ Mẫu thân, tin tức đã được truyền ra, Hạ Thương Mai phải vào vùng dịch chỉ còn là chuyện sớm muộn Hạ Thừa Tướng vào phòng Lão Phu Nhân nhưng lại mang dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Lão Phu Nhân gật đầu, đúng thế, đã lập quân lệnh trảng thì có lẽ ngày mai sẽ phải đi rồi hạ thừa tướng hơi giận lần này bị thái phó sai khiến rồi lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng tướng phủ không khôi phục được uy danh trước kia thì tình hình của con sẽ rất lúng túng ông ta cũng không tin con như vậy cái bẫy này chỉ để khống chế con thôi thật ra lão thân đã nghĩ tới khả năng này từ lâu hạ thừa tướng ngước đôi mắt u ám lên mẫu thân người cho rằng hạ thương mai có cơ hội thắng không lão phu nhân chậm rãi lắc đầu không thể nào hạ thương mai nhất định sẽ chết bệnh dịch này cũng chỉ chấm dứt khi đốt thôn làng đây sẽ là nét bút hỏng lớn nhất của mộ dung khanh từ khi bước vào chính trường cũng sẽ là khởi đầu cho sự phê phán công khai của bá quan nhưng hạ thừa tướng nói với vẻ lo lắng nhi tử lấy chức quan ra bảo đảm như vậy sau này chúng ta thật sự bị thái phó trêu đùa trong lòng bàn tay lão phu nhân diêu cợt cũng chỉ là tạm thời thôi sau khi sự việc lăng xuống con cũng có thể cân nhắc đến chuyện quý thái phi. Thái phó không đáng tin cậy, qua cầu rút ván là điều cấm kỵ nhất trong quyết định. Bây giờ hạ thừa tướng mới cẩn thận cân nhắc vấn đề này, trước đây ông ta không nỡ bỏ vị trí quốc trược, nhưng bây giờ chạy vậy vài hôm mà thái phó cũng không nói lời nào cho ông ta, điều này có nghĩa là sớm muộn gì chuyện hôn sự này cũng thất bại. E rằng một khi hạ thương mai bị ban chết, hoàng thái hậu sẽ hạ lệnh hủy bỏ hôn sự. Lão phu nhân nhìn ông ta, hờ hững hỏi, ngoài lo lắng cho chức quan của mình, còn còn lo lắng cho nàng sao? Hạ thừa tướng giật mình, vô thức lắc đầu, không, không thể nào. Không nỡ cũng là điều đương nhiên thôi, ít nhất chứng minh con vẫn còn nhớ đến tình cảm ba con, là nàng sai trước, nàng không nghĩ đến ân đức của tổ tiên và ba mẹ mình, kết cục ngày hôm nay là nàng gieo gió gặt bão. Hạ thừa tướng khẽ thở dài, không phải nhi thần buồn vì nàng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến nàng là nữ nhi duy nhất của con sau này con sẽ lại có hài tử ngoan ngoãn, nghe lời hơn, lòng nàng xa cách con thì không còn là nữ nhi của con nữa, không cần phải thương tiếc. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Nhi tử biết rồi. Lão phu nhân ừm một tiếng, bên phái thôi Thái Phi cũng có tin tức rồi, là cháu gái của Lâm Đại Nhân, lại bộ thị lang, năm nay 18 tuổi, Lâm ra rất nhiệt tình chuyện này, đã hỏi thăm rất nhiều lần rồi, hôm nào con hẹn gặp lại đi. Hạ thừa tướng trả lời, mẫu thân gặp cảm thấy phù hợp là được, Nhị tử gặp hay không cũng không quan trọng. Ông ta hơi mất tập trung, ông đã hoàn toàn không còn ham muốn gì với nữ nhân nữa. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, ông biết rõ mình đã bỏ lỡ một nữ nhân nào, dù không có được nhưng là quá khứ thì vẫn đang đối nhất. Hiểu con không ai bằng mẹ, lão phu nhân nhìn vẻ ngẩn ngơ của ông là biết ông đang nghĩ đến điều tốt của liên thị, bèn lạnh giọng nói. Trên đời luôn có nữ nhân xuất sắc hơn nàng. Hạ thừa tướng cười khổ, đúng vậy, nhưng nhi tử không còn quan tâm nữa, xuất sắc hay không, hiền lành hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sinh con dưỡng cái là được. Lão phu nhân muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ mặt đau buồn của ông thì lại thôi, rất nhiều chuyện rồi cũng sẽ qua. Tiểu viện của Trần gia. Sau khi Mộ Dung Khanh bãi chiều đã tới thẳng đây. Thương Mai đội mũ, ăn mặc như thiếu nữ nông thôn, lưng đeo giỏ thuốc, cô đang chuẩn bị ra ngoài. "Đi đâu?" Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai tò mò ra ngoài đi dạo vương gia có muốn đi không thương mai ngẩng mặt lên cười lộ ra hàm răng trắng đều đi mộ dung khanh trả lời vừa hay có chuyện muốn nói với nàng quân lệnh trạng thương mai dắt ngựa tới rồi hỏi nàng biết rồi tiêu thác đến sớm hơn người một bước hắn nói rồi thương mai lên ngựa nhìn hắn từ trên cao xuống nở nụ cười thật tươi hay lắm ta không ở đó mà lại lập quân lệnh trạng giúp ta mộ dung khanh cũng lên ngựa nàng không ở đó ngược lại lại là chuyện tốt. Nói như vậy cũng đúng, đi thôi, thương mai vùng roi quất ngựa đi mất. Mộ Dung Khanh còn đang hồi tưởng nụ cười tươi tắn của cô thì cô đã chạy đi xa rồi. Hắn vội vàng đuổi theo, chạy song song với cô, nàng có tự tin không? Thương Mai giả bộ thần bí, người đoán xem. Tối qua Tô Thanh nói với bản vương, gần đây nàng đang nghiên cứu thuốc, hơn nữa dường như rất có hiệu quả. Tô Thanh không nói với người chuyện này thì người vẫn sẽ đồng ý lập quân lệnh chẳng sao. Thương Mai chậm lại, nghiêng đầu hỏi hắn. Mộ Dung Khanh đáp, vì sao không đồng ý? Không chữa được thì nàng chết chứ đâu phải bản vương chết. Thương Mai nói, đúng thế, ta chết rồi người có thể sống cùng nhu nhi của người. Vừa nói cô vừa liếc nhìn vẻ mặt hắn, biết đến tên nhu nhi đã lâu nhưng cô vẫn chưa biết đó là ai lần trước cô đã thử dò hỏi một lần nhưng không có câu trả lời nên lần này hỏi thẳng luôn mộ dung khanh à lên một tiếng nhu nhi người và nhu nhi có quan hệ gì thương mai không kìm được hỏi có quan hệ gì mộ dung khanh nhìn cô một cách kỳ lạ nàng quen nhu nhi sao không quen vậy nàng còn hỏi tò mò mà cô quay mặt lại hỏi người nói đi người với nàng có quan hệ gì có quan hệ gì nhỉ nàng ấy là biểu muội của ta Mộ Dung Khanh đáp. Thương Mai biết thời đại này biểu muội và biểu ca có thể kết hôn, cô ừm một tiếng, nhưng không cảm thấy nguy cơ đã được giải trừ. Đã thành ra thất chưa? Thương Mai hỏi. Thành thân rồi. Ôi Thương Mai nở nụ cười thật tươi, thành thân rồi thì không còn uy hiếp nữa. Nhưng, lại ly hôn rồi. Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói. Tóc Thương Mai dựng đứng lên, ly hôn rồi. Sao lại ly hôn? Ai biết được, Mộ Dung Khanh hiển nhiên không quan tâm đến vấn đề này. Là bên cô hay bên gì? Là nữ nhi của cứu cứu, được phong là Nhu Giao huyện chúa. Mộ Dung Khanh trả lời. Nhu Giao huyện chúa. Thương Mai nhớ Tô Thanh từng nói chính Nhu Giao huyện chúa đã làm gia tăng mâu thuẫn giữa Mộ Dung Khanh và Nam Hoài Vương. Có lẽ ý Tô Thanh là Nam Hoài Vương thích Nhu Giao mà Nhu Giao lại thích Mộ Dung Khanh. chương 262, cơ hội hiếm có. Thương Mai vẫn muốn thăm dò nhưng hiển nhiên mộ dung khanh không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn lo lắng vấn đề khác, rốt cuộc mấy ngày nay nàng nghiên cứu được gì rồi. Có chắc không? Thương Mai đáp, có được chút manh mối, ta ra ngoài tìm vài thứ. Tìm thứ gì? Mộ dung khanh hỏi. Thương Mai giải thích, còn nhớ lần trước nghiêm vinh từng bị cắn không? Nhưng hắn không phát bệnh, theo lời hắn nói thì trước khi về kinh thành, hắn đã tìm một vài loại thảo dược đắp lên, cuối cùng vẫn bị trúng độc, người nhớ không? Ừ, nhưng chúng ta cũng không chắc người cắn hắn có phải bị người từng bị cương thi cắn hay không mà." Mộ Dung Khanh trả lời. Thương Mai đáp, khả năng là đúng đó, lần này hắn lại bị cắn nhưng cơ thể đã có kháng thể, không phát bệnh, thị vệ và vương đại tẩu cũng bị cắn như hắn đều đã bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh. Nghiêm Vinh không phát bệnh, Mộ Dung Khanh giật mình, mấy ngày nay hắn không đi gặp Thương Mai chủ yếu là vì không muốn nhìn thấy Nghiêm Vinh bị bệnh. Đúng thế, nhịp tim và mạch của hắn đều rất bình thường kỳ lạ vậy mộ dung khanh khó hiểu hôm đó chúng ta đều nhìn thấy hắn cũng bị vương du cắn vì sao lại không phát bệnh không có gì đáng ngạc nhiên cả một số bệnh nếu từng mắc phải thì sẽ có miễn dịch cả đời cho nên bây giờ chúng ta ra ngoài tìm loại thảo dược mà nghiêm vinh đã dùng hôm đó à vì sao không dẫn nghiêm vinh theo chỉ có hắn mới biết mình đã dùng loại thuốc gì mà nghiêm vinh đã đi trước một bước rồi thương mai đáp lời sáng nay nghiêm vinh đã ra khỏi kinh thành về gò núi nhỏ đó thật ra hắn cũng đã quên mình hái loại cỏ nào dù sao hôm đó bệnh cấp tính nên tìm bừa ít thuốc ấn vào vết thương để cầm máu sau này xuất hiện các triệu chứng như tim đập nhanh và chóng mặt nên hắn cũng quên mất nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã trúng độc khi thương mai và mộ dung khanh đến nghiêm vinh đã hái được rất nhiều loại cỏ đặt ở bên đường tất cả đều chỉ là hắn nghĩ là đúng thôi chứ không chắc chắn thấy thương mai và mộ dung khanh đến Hắn đứng dậy nói, "Vương gia cũng tới ạ." À? Ừm Mộ Dung Khanh nhìn Nghiêm Vinh, thấy hắn không có vẻ gì là bị bệnh, trong lòng lúc này mới yên tâm. Thương Mai quan sát một chút rồi nói, "Những loại cỏ này đều không có độc." Nghiêm Vinh có cảm giác thất bại, thật sự không có ư? Gần như ta đã hái hết các loại ở đây rồi. Thương Mai nói, "Tìm thêm xem." Ba người tiếp tục tìm trên gò núi nhỏ, Nghiêm Vinh không nhớ rõ mình đã hái ở đâu nên phạm vi cũng rộng hơn nhưng đúng như lời nghiêm vinh nói hắn đã hái gần như tất cả các loại cỏ ở đây thương mai và mộ dung khanh tìm tiếp cũng không tìm được loại khác hơn nữa ở đây không có cỏ độc ngoại trừ rãnh nhỏ nước quan âm dưới sườn núi nhưng nghiêm vinh nói mình không dùng nước ở đó vì biết nó có độc thật kỳ lạ trừ khi loại cỏ độc này chỉ có một cây lại trùng hợp bị nghiêm vinh hái về đắp lên vết thương có khi nào kết hợp vài loại cỏ với nhau sẽ sinh ra độc tính không mộ dung khanh nêu ra điều mình nghi ngờ có khả năng này thương mai quan sát kỹ hơn những loại cỏ này tương đối phổ biến cỏ chanh cỏ hôi cỏ sa tiên đều có thể dùng làm thuốc nhưng không có độc tính nhưng gợi ý của mộ dung khanh rất hữu ích một số loại thảo mộc trộn với nhau có thể tạo ra độc tính chúng ta mang về nghiên cứu thêm đi biết đâu sẽ có bước đột phá thương mai nói mộ dung khanh nhìn cô có phần lo lắng thương mai Manh mối mà nàng nói chỉ có điều này thôi à? Thương Mai lắc đầu, cũng không phải, bây giờ bệnh tình của Vương Du đã được kiểm soát và không xấu đi, nhưng đây chỉ có thể là trị ngọn chứ không trị được tận gốc, mà ta cũng không thể châm cứu cho từng người, có quá nhiều bệnh nhân. Trong vòng nửa tháng nàng thật sự có thể tìm ra cách sao? Mộ Dung Khanh hỏi. Thương Mai vốn hy vọng rất lớn vào Nghiêm Vinh, nhưng bây giờ lại không tìm ra manh mối gì nên hơi do dự. Nhưng vì Nghiêm Vinh có thể được chữa được, điều này chứng tỏ rằng căn bệnh cương thi này có thể phòng ngừa có thể kiểm soát và có thể chữa chỉ là cô vẫn chưa tìm ra được cách để chữa mà thôi để không làm hắn lo lắng thương mai tự tin đáp yên tâm đi ít nhất bây giờ đã có manh mối tốt hơn trước rất nhiều rồi sau khi về thương mai bắt đầu trộn một vài loại thảo mộc lại để xem chúng có thể tạo ra độc tính hay không đồng thời cô vẫn châm cứu chữa bệnh cho vương du lần này cô còn lấy đoạt phách hoàn ra để từ từ phóng điện Thương Mai đã xác định được cơ bản rằng phi châm ngoài việc có thể kích thích khía cạnh da, còn có thể kích thích các dây thần kinh và tế bào. Điện trị liệu có thể tăng cường trao đổi chất nhưng cần được điều chỉnh cho hợp lý. Cô dám sử dụng với Vương Du nhưng với Vương Đại Tẩu và thị vệ, cô chỉ có thể phi châm, không dám dùng điện trị liệu. Tình trạng của Vương Du đã ổn định hơn trước rất nhiều, nhưng trước khi lành bệnh vẫn còn một chặng đường rất dài, mà phương pháp trị liệu này chưa chắc đã chữa được khỏi chỉ có thể làm giảm các triệu chứng và làm chậm tốc độ phát bệnh. Chỉ ít thông qua phương pháp phi châm thì đến giờ vương đại tẩu và thị vệ vẫn chưa xuất hiện triệu chứng cắn người. Ngày hôm sau, thương mai phải vào vùng dịch. Trước khi vào vùng dịch, trong sân trở nên rất náo nhiệt. Sáng nay Hồ Hạnh Nhi đã đưa ra thông báo, nói rằng lần này hạ thương mai vào vùng dịch cần thuốc gì thì đỉnh phong hào bọn họ sẽ lo hết. Không chỉ vậy, nếu nghiên cứu ra được phương thuốc thì đỉnh phong hào sẵn sàng tặng cho cô một vạn lượng bạc coi như một lời cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho người dân đại chu. Có hồ gia dẫn đầu nên những thương gia khác cũng lần lượt làm theo, có thể thấy rằng ý tưởng quảng cáo đã có từ thời đại này. Cơ hội hiếm có, bất cứ ai ủng hộ hạ thương mai vào thời điểm này đều có thể ghi công. Lần này Trần gia phái 12 vị Trần tướng quân đến duy trì trật tự, chặn tất cả những người tặng quà ở cửa, xếp hàng mới được vào, nhận quà xong ghi lại tên rồi đuổi về. Trần Thái Quân hôm nay cũng tới, nhìn trong sân đây quà thì cười không ngậm được miệng. Năm năm, bà hỏi Thương Mai. Thương Mai mỉm cười, sao có thể như vậy? Sáu bốn được rồi chứ, dù gì lão thân cũng đã mượn sân, cũng phái 12 trụ cột của Trần ra tới giúp ngươi mà. Trong mắt lão Thái Quân lộ vẻ tinh anh. Nhà ta cũng có sân, trước kia ta có thể sống ở Liên Phủ. Thương Mai ngồi xuống, chậm rãi mở qua, dù sao chúng đều là dược liệu quý, lần này đa phần là dược liệu quý được gửi từ tiệm thuốc y quán trong kinh thành tới, đương nhiên cũng có những hiệu buôn khác, chỉ là họ không gửi tặng dược liệu mà thôi. Mọi người đều hy vọng trong tương lai Hạ Thương Mai có thể nghiên cứu ra phương thuốc, sẽ nhân tiện nói ra tên hiệu buôn nhà mình. Y quán là đại diện tốt nhất cho cơ hội hiếm có lần này, rất nhiều trưởng quây còn mặt dày đưa ra yêu cầu, nói thương mai phải thông báo với mọi người đã dùng dược liệu của họ để chữa bệnh một chín, ta chín bà một thương mai nói thẳng. Lão Thái Quân hít vào một ngụm khí lạnh, người keo kiệt quá đó. Lão Thái Quân, bà chỉ cho mượn một cái sân là có thể nhẹ nhàng, dễ dàng thu được một khoản tiền lớn, giao dịch này thật sự là không vốn vạn lời. Thì cũng phải lấy tiền lao động chứ Lão Thái Quân bĩu môi, đắc ý nhìn 12 trụ cột nhà mình. chương 263, người vào vùng dịch. Sau khi người tặng quà về thì các quan viên trong chiều tới bái kiến. Lão Thái Quân kỳ quặc nói, thật kỳ lạ, trước kia mọi người thấy hạ thương mai đều như thấy xít, không ai dám đến gần vì sợ bốc mùi, bây giờ lại lũ lượt kéo đến, kỳ lạ, kỳ lạ. Không ai để ý đến những gì Lão Thái Quân nói, đã vào trốn quan trường có mấy ai không mặt dày. Chỉ khi hạ đại tiểu thư vui vẻ thì mọi chuyện mới dễ dàng. Khi Lão Thái Quân về, Trần Loan Loan ở trên xe ngựa vẫn rất vui mừng, không ngờ nhiều người yêu thích thương mai như vậy, thật sự rất mừng cho nàng lão thái quân lắc đầu nhà đầu ngốc cháu hiểu cái gì được tất cả mọi người nâng niu trong lòng bàn tay không phải chuyện gì may mắn nếu hạ thương mai đủ thông minh thì nên nhìn rõ thực tế nếu nàng không chữa được thì sự yêu quý của người dân hôm nay sẽ trở thành ác ý vạn phần có thể xé nát nàng thành từng mảnh trần loan loan nói cháu tin thương mai có thể làm được lão thái quân mỉm cười một cách khó đoán loan loan cháu về nói với nàng nếu có thể thì đến đảo người điên một chuyến đi nhưng có phát hiện ra điều gì ở đảo người điên đâu trần loan loan đáp người của vương ra cử đi không phát hiện nhưng nàng có thể là đại phu khả năng quan sát của nàng cao hơn người thường rất nhiều đảo người điên có thể tìm được cách chữa bệnh ạ chưa chắc nhưng nhất định có manh mối có thể giúp nàng bắt được kẻ đứng sau gây nên chuyện này trong chuyện này còn có kẻ đứng sau sao ạ cho nên lão thái quân nhìn nàng ấy lão thân để cháu đi theo hạ thương mai là không sai học hỏi thêm đi, cháu vẫn còn non lắm." Vừa nói bà vừa véo má Trần Loan Loan, khuôn mặt này véo thích ghê, véo thêm cái nữa. Trần Loan Loan bĩu môi, "Tổ mẫu, người không thể nói rõ hơn chút sao? Người biết nhiều chuyện như vậy, sao không nói thẳng với nàng luôn? Nói rõ hơn thì không vui nữa, mà rất nhiều chuyện ta chỉ biết một nửa, vẫn cần nàng tự giải quyết mới được." Trần Loan Loan nhảy xuống xe ngựa, "Vâng, cháu quay lại nói với nàng đây." lão thái quân nhìn trần loan loan nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc khe mỉm cười thương mai đã sẵn sàng để xuất phát đến vùng dịch trần loan loan nói lại những lời lão thái quân nói với mình cho thương mai thương mai nghe xong thì đáp thật ra không cần tổ mẫu ngươi nói ta cũng sẽ tới đảo người điên một lần vậy khi nào ngươi đi đưa ta đi cùng với ngươi đến đó làm gì học hỏi thêm đó tổ mẫu nói ta đi theo ngươi để học hỏi kinh nghiệm Thương Mai đeo hòm thuốc trên lưng bước ra, Tô Thanh đã chờ ở cửa, thấy cô tới thì nói, lương ra bảo ta vào vùng dịch cùng người. Được, phía sau Tô Thanh còn có hơn chục thị vệ, đều được chọn lọc từ vương phủ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Thương Mai. Vào trong vùng dịch, tình hình nghiêm trọng hơn Thương Mai nghĩ lúc đầu. Thôn làng này đã trở nên cực kỳ mất trật tự, lối vào thôn đã bị chặn lại, có lực lượng quân lính hùng hậu canh gác, không ai được phép vào, Đường vào thôn không có một ai, thì thoảng có thể nhìn thấy những người lính mặc áo giáp đi tuần, cực kỳ cảnh giác. Tô Thanh đi phía trước, bước đi cực kỳ thận trọng. Lý tướng quân phụ trách vùng dịch, biết hạ thương mai sắp tới nên đã đứng sẵn ở nhà thờ tổ trong thôn nghênh đón. Hạ đại phu, tất cả những người bị bệnh đều bị nhốt trong nhà thờ tổ, mấy ngày nay liên tục có người chết. Lý tướng quân nhìn thấy thương mai thì lập tức báo cáo tình hình. Thương mai trả lời, không vội đi gặp người bệnh, Phiên tướng quân đưa ta đi một vòng trong thôn. Đi dạo trong thôn, Lý tướng quân giật mình, đại phu nào tới cũng đi xem bệnh nhân trước, đi dạo trong thôn có ý nghĩa gì? Đúng thế, ta muốn xem địa hình của thôn Thạch Đầu. Thương Mai nói một câu không rõ. Thôn Thạch Đầu là nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh cương thi, có thể đoán được người bệnh được đưa ra từ đảo người điên khi ấy đã trốn ở thôn Thạch Đầu. Nhưng vào thời điểm đó cũng không thu hút nhiều sự chú ý, vì suy cho cùng cũng chỉ có vài trường hợp Thương Mai cảm thấy lần cắn người đó bị phát hiện có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, những bệnh nhân này thường sẽ chết trong khoảng 10 ngày, nên họ phải căn thời điểm thích hợp ra tay để kéo dài bệnh dịch. Bệnh này lây truyền khi cắn người, có nghĩa là một lần họ sẽ cắn vài người, giống như hạt giống mầm bệnh di truyền. Trước kia phát hiện một bệnh nhân cắn người ở thôn Thạch Đầu, hắn bị giam ở Nha Môn, cuối cùng chết mất. Nếu một lần họ căn hai người thì sau khi bị phát hiện ở Nha Môn, căn bệnh này hẳn sẽ không còn, nhưng không lâu sau nó lại bùng phát, đồng nghĩa với việc họ có một nơi chuyên giấu những người bệnh này, đến thời điểm thích hợp sẽ thả ra. Thương Mai phải tìm ra nơi đó, loại bỏ hoàn toàn rồi mới tiến hành điều trị. Nếu không bên này cô đang nghiên cứu phương thuốc, bên kia tiếp tục thả ra thì dù nghiên cứu ra được cũng gây ra rất nhiều hoảng sợ, cũng sẽ chết rất nhiều người. Những bệnh nhân này có một đặc điểm rất dễ nhận thấy, đó là mùi hôi thối trên cơ thể họ để che đi mùi này sẽ phải sử dụng mùi rất nồng, có thể là mùi thơm hoặc mùi thối hơn. Thương Mai đi một vòng trong thôn nhưng không phát hiện ra điều gì. Trong thôn 10 nhà, 9 không, người không mắc bệnh thì được xếp ở chung, người bị bệnh thì ở trong nhà thờ tổ. Thôn thạch đầu dựa lưng vào núi nhưng đều là núi đá, có rừng nhưng cũng không được tính là rậm rạp, không che được nhiều. Lý tướng quân, gần đây có hang động nào không? Thương Mai hỏi. Lý tướng quân lắc đầu, không có, khi mà tướng dẫn quân vào đã kiểm tra xung quanh, gần đây không có hang động nào. Không có hang động, vậy có nơi nào có thể giấu người không? Cũng không có ý. Thương Mai không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ là cô đoán sai? Mặc dù có rất nhiều thôn làng ở ngoại thành, nhưng đều là vùng đất bằng phẳng, không dựa núi như thôn thạch đầu. Cô nghĩ cũng không thể giấu trong kinh thành, vì mùi thối này không giấu được, hơn nữa gần đây trong kinh thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, có thể nói là đào ba tắc đất, cho nên ổ bệnh cương thi không thể ở trong kinh thành. Lý tướng quân thấy cô chỉ lo đi dạo lăng xăng thì hơi bực, cho rằng hạ thương mai chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, mua danh chuộc tiếng mà thôi. Nhưng bởi có Tô Thanh ở đây nên ông ta cũng không dám nói rõ mà chỉ ám chỉ, hạ đại phu, người xem địa hình cũng vô dụng, địa hình không giúp được gì cho người bệnh, chúng ta vẫn nên đi xem bệnh nhân thì hơn. Thương Mai nhìn xung quanh, không vội. Cô nói xong thì đi bộ lên núi lý tướng quân kéo tô thanh lại tô tướng quân hạ đại phu có thật sự chữa được bệnh không thế người trong thôn thạch đầu đều ôm hy vọng rất lớn với nàng đừng làm mọi người thất vọng tô thanh đáp nàng ấy sẽ cố gắng hết sức nhưng có chữa được hay không thì không ai có thể bảo đảm cố gắng hết sức ngươi thấy nàng vào đây cũng không đi gặp bệnh nhân chỉ đi loanh quanh trên núi thì cố gắng hết sức cái gì lý tướng quân thực sự rất tức giận mỗi ngày ở đây đều có rất nhiều người chết lòng ông ta khó chịu Nàng có ý riêng của mình, thật ra Tô Thanh cũng không biết Thương Mai có ý gì nhưng hắn tin tưởng cô. Lý tướng quân thở dài, còn chẳng bằng mấy đại phu vì tiền mà tới, dù sao họ cũng vào chữa bệnh cho bệnh nhân. Tô Thanh hỏi, bây giờ trong nhà thờ tổ có đại phu không? Có, là đại phu tới từ khắp các nơi, họ không cần tiền mà thực sự vì người dân. Lý tướng quân nhìn theo bóng lưng Thương Mai, buồn rầu nói, đó mới là đại phu thực sự, họ biết vì sao mình đến họ bất chấp nguy hiểm ở lại đây, điều đó thật đáng kính nể. chương 264, Nhu Giao huyện Chúa Trong tiếng phàn nàn của Lý Tướng Quân, đến gần tối thương mai mới bằng lòng về nhà thờ tổ. Cô biết nếu còn không về thì Lý Tướng Quân sẽ thật sự bùng nổ. Ban đầu ông ta chỉ nhỏ giọng nói với Tô Thanh, sau đó lớn tiếng hét to để cô nghe thấy. Về tới nhà thờ tổ, mùi xác chết thối giữa bốc lên, hôm nay thương mai chưa ăn gì, dạ dày quặn lên, không kìm được nôn khan. Tô Thanh đỡ cô, người không sao chứ? Không sao, có đói không? Thương Mai xua tay, không phải mùi thối khiến cô khó chịu mà do đói bụng. Lý tướng quân không vừa mắt, trong lòng phẫn nộ, ông ta biết ngay đại tiểu thư tới mà, không chữa bệnh còn bắt họ phải hầu hạ. Quả nhiên, Tô Thanh quay đầu nói với Lý tướng quân, người đi chuẩn bị đồ ăn đi, nàng chưa ăn cơm. Lý tướng quân bực bội quay người ra lệnh, Vương gia cũng thật là, sao lại để người như này tới chứ? Còn lớn tiếng thông báo nàng có thể chữa được bệnh, bây giờ người trong vùng dịch đều biết, nếu hôm nay không ngăn lại e rằng họ đều chạy ra ngoài nhìn vị nữ Bồ Tát này. Cơn giận của Lý tướng quân bắt nguồn từ sự thất vọng với Hạ Thương Mai. Đến lâu như vậy mà không khám cho một bệnh nhân nào, chỉ biết ăn. Tô Thanh dìu Thương Mai vào nhà thờ tổ. Bệnh nhân trong nhà thờ tổ đều bị trói vào một chiếc giường gỗ đơn sơ có vài đại phu đang đi qua đi lại trong đó có một người mặc quần áo màu xanh không ngờ lại là nữ nhân nàng ngồi xổm trước giường một bệnh nhân đang lau vết thương bị cắn người bệnh gâm gửi cực kỳ hung dữ nhưng nữ nhân ấy lại như không nhìn thấy nghe thấy có người vào nàng quay người lại sau đó từ từ đứng lên khi nhìn thấy tô thanh và thương mai nàng hơi nhíu mày khuôn mặt trái xoan mắt phượng không son phấn làn da cũng không được tính là trắng trẻo mái tóc búi cao đơn giản, đường nét trên khuôn mặt rất nổi bật, mang theo vẻ đẹp rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Thương Mai nhìn thấy người không cân trang điểm lại có vẻ đẹp rực rỡ, nổi bật thế này. Huyện Chúa, Tô Thanh sừng sốt. Trong lòng Thương Mai bắt đầu cảnh giác, huyện Chúa, sẽ không trùng hợp là nhu ra huyện Chúa đấy chứ. Tô Thanh, sao ngươi lại tới đây? Nữ nhân để đồ trong tay xuống rồi bước tới nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào mặt Thương Mai, quan sát cô một cách trắng trợn ta đưa hạ đại phu tới, người về khi nào vậy? Sao không nói với chúng ta một tiếng? Tô Thanh hiển nhiên rất vui vẻ, nhiệt tình hỏi thăm. Về mấy ngày rồi, nghe nói ở đây có dịch nên ta tới xem thử. Nhu giao huyện chúa nhìn vào tay Tô Thanh, tay hắn đang đỡ thương mai. Hạ đại phu này không phải là vị hôn thê của ngươi đó chứ? Tô Thanh cười nói, sao có thể, là vị hôn thê của vương gia. Vương gia, vương gia nào, nhu giao huyện chúa hỏi, đương nhiên là nhiếp chính vương rồi biểu ca của ngươi tô thanh tự nhiên giới thiệu nhưng giới thiệu xong mới sực nhớ ra điều gì bèn nhanh chóng chuyển chủ đề sao ngươi lại tới vùng dịch nguy hiểm lắm nhưng hiển nhiên nhu giao huyện chúa không có ý định trả lời câu hỏi của hắn mà cứ nhìn chằm chằm thương mai vị hôn thê của biểu ca trông cũng chẳng ra sao thái độ của nàng rất tự phụ còn mang theo ý thủ địch rõ ràng cho dù bỏ qua câu vừa rồi của nàng ta thương mai cũng có thể cảm nhận rõ ràng điều đó Tô Thanh hấp tấp giải thích, không phải, đừng hiểu lầm, Thương Mai là thiên kim của tướng phủ, là một người rất tốt, y thuật cao minh lại có tấm lòng Bồ Tát. Nghe Tô Thanh khen ngợi, như Giao huyện chúa càng không vui, nàng lạnh lùng nhìn Thương Mai, ở đây vừa mệt vừa bẩn, còn bị nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, đại tiểu thư như ngươi không chịu nổi thì mau đi đi. Sao Thương Mai cam lòng chịu yếu thế trước sự khiêu khích của tình địch? cô nhìn thẳng vào nhu giao huyện chúa thân phận huyện chúa cao quý cũng có thể ở đây phục vụ bệnh nhân ta có gì mà không chịu được lý tướng quân không biết thân phận của nhu giao huyện chúa nghe cuộc nói chuyện giữa tô thanh và nàng mới biết không khỏi càng thêm kính trọng nhu giao huyện chúa dù sao đường đường là huyện chúa lại bằng lòng đến vùng dịch nguy hiểm này giúp đỡ những người dân thấp kém nếu là người bình thường khác không phải ai cũng làm được vì tôn trọng nhu giao nghe lời nói như có vẻ khiêu khích của thương mai ông ta nói nhu giao huyện chúa ở đây đã ba ngày mỗi ngày chỉ ăn một bữa thời gian còn lại đều giúp đỡ bệnh nhân đây mới là tấm lòng bồ tát thật sự nhu giao huyện chúa ném cho thương mai đôi găng tay ruột cá nếu đã đến thì làm việc đi tô thanh nói đừng làm việc vội nàng ấy vẫn chưa ăn để nàng ăn chút gì đó đã hừ nhu giao huyện chúa hở hứng liếc nhìn thương mai muốn ăn thì ăn ở đây nếu ngươi ăn được thương mai đặt găng tay ruột cá sang một bên quan sát xung quanh, có khoảng hơn 50 bệnh nhân ở đây, có thể thấy mấy ngày nay liên tục có người chết. Những người này rất khổ sở, mặc dù bị trói nhưng vẫn luôn cố gắng dây ruộng, hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt có chút điên cuồng như là đã mất đi ý thức, chỉ chịu virus thúc đẩy. Binh sĩ mang vài chiếc màn thầu vào, đây là ý của Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân nói với Thương Mai, chỉ có những thứ này thôi, đại tiểu thư ăn tạm đi, như này đã là tốt lắm rồi. Thương Mai nói, người cải thiện thức ăn cho thôn dân đi. Lý tướng quân cười diếu cợt, cải thiện. Đại tiểu thư nói hay lắm, lấy ngân bạc ở đâu ra? Triều đình còn chưa phát bạc tới. Thương Mai hỏi Tô Thanh, Triều đình không phát bạc sao? Vương gia đã phê chuẩn cấp phát, cũng đã hạ chỉ để lương đại nhân kinh triệu doãn mua vật tư rồi. Tô Thanh quay đầu lại hỏi Lý tướng quân, nhà môn không gửi vật tư tới sao? Lý tướng quân nói với vẻ mặt chua xót, làm gì được gửi tới? mà tướng đã thúc giục mấy lần rồi, bây giờ lương thực dự trữ của dân làng đều đã lấy ra hết, vì không phải ai cũng làm ruộng, trồng trọt mà một số tiểu thương hiện tại cũng không đi được, bây giờ trong tay có tiền cũng không mua nổi, chúng ta không đủ nhân lực nên không đi được. Chú binh bên ngoài là do vương gia phái tới, Tô Thanh hỏi, là do vương gia phái tới, nhưng vương gia hạ nghiêm lệnh không cho phép họ rời đi một bước, nhất định phải canh chừng ở phòng tuyến, không ai được phép vào cũng không ai được ra ngoài, bọn ta cũng không được ra ngoài dễ dàng. Lương đại nhân không gửi vật tư tới, xem ra con đường làm quan cũng sắp chấm dứt rồi Tô Thanh lạnh lùng nói. Nhu giao huyện chúa nghe vậy thì thả nhiên nói, lương đại nhân bằng mặt không bằng lòng, sau lưng chưa chắc đã không có ai sai khiến. Thương Mai nói với Tô Thanh, người đến tiểu viện Trần Gia bảo tiểu khuyên lãnh bạc đi, bên phía hồ gia đã nói tất cả chi tiêu của thôn thạch đâu đều do đỉnh phong hào chỉ trả. Hôm nay đỉnh phong hào cũng đã gửi một ngàn lượng bạc, đang được tiểu khuyên giữ, người bảo nàng lãnh bạc xong thì dẫn người đi mua lương thực, đồ ăn nhất định phải có, không thể chỉ ăn màn thầu. Bị giam lỏng ở đây, sống chết không rõ, trong lòng người dân cũng hoảng sợ, nếu đến một bữa ăn ngon cũng không có thì thật sự là không thể nào nói nổi. Tô Thanh cười nói, xem ta đã nói gì, không phải là Bồ Tát sống sao. Nhu giao huyện chúa chế nhạo, lấy tiền của hồ ra ra vẻ hào phóng, làm Bồ Tát cũng thật dễ dàng. Thương Mai xoay người, ăn màn thầu, nói một câu chắc chắn trong lòng, mình thật sự rất không thích hả. chương 265, tình địch tuyên chiến. Sau khi tìm hiểu, cô được biết nhu giao huyện chúa và mấy đại phu này đều vừa đến kinh thành, nghe nói ở đây có bệnh dịch mà không đại phu nào tới chữa cho bệnh nhân nên họ tình nguyện tới. Đối với những tình nguyện viên này, trong lòng thương mai rất kính nể, ngoại trừ nhu giao huyện chúa, nguyên nhân chủ yếu vì nàng xinh đẹp mà cô lại biết nàng thích mộ dung khanh cô cảm thấy bất cứ nam nhân nào cũng sẽ thích nữ nhân như nhu giao huyện chúa rực rỡ hào phóng thương người không tiếc công sức cứu chữa bệnh nhân mộ dung khanh sẽ không thích lừa quỷ lúc làm việc lý tướng quân mới nhìn thấy mặt chuyên nghiệp của thương mai cô chuyên nghiệp hơn mấy đại phu kia rất nhiều cô yêu cầu tất cả các vết thương đều phải được rửa bằng thuốc khử trùng cô tự chế đúng là sau khi khử trùng xong vết thương sạch sẽ hơn trước rất nhiều hơn nữa cô còn châm cứu cho từng bệnh nhân Ban đầu khi nhu giao huyện chúa thấy cô châm cứu còn nhếch mép chế nhạo, chỉ bằng ngươi mà cũng học châm cứu như người khác à. Nhưng khi nàng thấy Thương Mai châm cứu, cô liên tục cảm kim vào đầu bệnh nhân thì sự chế nhạo ấy đã dần chuyển thành sự kính trọng. Trong lòng người học y luôn có sự kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng có cảm giác kính nể những người giỏi y thuật. Hơn 50 bệnh nhân, Thương Mai không hề nghỉ ngơi, liên tục châm cứu hai canh giờ, rất nhiều người đều không cầm cự nổi nhưng tinh thần cô vẫn rất tốt. Ban đầu Lý Tướng Quân rất khinh thường Thương Mai, nhưng bây giờ đã dần nâng cao địa vị của cô lên một chút. Châm cứu có tác dụng gì không? Sau khi Thương Mai châm cứu xong, Nhu Giao huyện chúa cầm mấy chiếc màn thầu và cháo gạo tới hỏi cô. Thương Mai rửa tay xong rồi ngồi xuống, nhét một miếng màn thầu vào miệng, sau đó mở hòm thuốc lấy ra một cuốn sổ. Đây là những ghi chép mà cô ghi lại khi chữa cho Vương Du và mấy người khác. Ăn màn thầu xong cô mới nói, có thể kiểm soát tốc độ phát bệnh, châm cứu xong có thể uống nước, có thể ăn cháo loáng, có thể tạm coi như cứu được mạng họ, để chúng ta có thể tranh thủ nghiên cứu phương thuốc. Châm cứu có thể làm giảm bớt tình trạng bệnh, nhu giao huyện chúa hiển nhiên không tin, sao người biết? Người đã thấy bệnh cương thi này rồi à? Chưa gặp bao giờ, nhưng trước khi đến vùng dịch, ta đã chữa cho vài người bệnh cương thi, sau khi châm cứu, các triệu chứng thuyên giảm nhưng không hôi phục. Nhu giao huyện chúa sửng sốt, trước khi tới ngươi đã điều trị rồi ở nơi khác cũng có bệnh nhân cương thi sao? Đúng thế, ngoài thôn thạch đầu ra cũng có nơi khác xuất hiện bệnh cương thi. Thương Mai lật lại ghi chú rồi ngẩng đầu nhìn nhu giao huyện chúa, khi các ngươi tới, vết thương của những bệnh nhân này thế nào? Có thể nói rõ hơn cho ta biết không? Còn có quá trình phát bệnh của họ, phát tác mấy lần, tình hình khi phát bệnh ra sao, ta cần phải biết rồi so sánh. Hiển nhiên nhu giao huyện chúa cũng rất chuyên nghiệp, nàng buông bỏ ân oán cá nhân xuống, lấy một cuốn sổ từ cửa sổ nhà thờ tổ đưa cho cô, đây là ghi chép từ khi ta tới, sau khi ta tới, mỗi ngày có khoảng 6 đến 7 bệnh nhân tử vong. 6, 7 người, hiển nhiên là một nhóm người, cũng có nghĩa là lúc đầu khi thả người bệnh cương thi ra, một lần họ đã cản 6 đến 7 người. Chắc chắn họ sẽ chuẩn bị 3 đến 4 nhóm người bệnh, số lượng này được tính là khoảng 20 người. Hơn nữa những bệnh nhân này cũng sẽ chết, tức là cứ cách vài ngày, họ sẽ phải bắt người sống tới ổ bệnh và biến họ thành bệnh nhân cương thi rồi tiếp tục thả họ đi nơi khác. Thương Mai đánh dấu lại sau đó gọi Lý Tướng Quân vào, phiền Lý Tướng Quân tới nhiếp chính vương phủ một chuyến trong đêm, nói với vương ra hãy chú ý những người mất tích trong thành hoặc ngoài thành gần đây. Người mất tích, Lý Tướng Quân hiển nhiên không hiểu. Người cứ nói với chàng như vậy, chàng ấy biết. Thương Mai nói, vậy được rồi, mà tướng đi ngay đây. Lý Tướng Quân chắp tay rồi bước ra ngoài. Lý tướng quân vừa ra ngoài thì tiểu khuyên bưng rượu đi vào, cười hì hì nói, nào, chúng ta uống rượu đi. Thương Mai tức giận nói, mấy người các ngươi, không uống rượu một ngày thì không sống được. Rượu là thứ tốt, người biết cái gì. Tô Thanh ngồi xuống, nhấp một ngụm rồi đưa cho Thương Mai, uống một ngụm đi cho bớt áp lực. Thương Mai thực sự rất mệt, cô cầm lấy uống một ngụm rồi đưa lại cho Tô Thanh. Tô Thanh lại tiếp tục uống, như giao huyện chúa giật lấy, ta cũng uống một ít tô thanh xua tay còn nói ta các người đều là nữ anh hùng trong rượu nhu giao huyện chúa uống liên tiếp mấy ngụm sau đó nói với thương mai người ra đây ta có lời muốn nói với ngươi thương mai ngẩng đầu nhìn nàng có chuyện gì để sau rồi nói không được tính ta nóng nảy nghĩ gì phải nói đó ngay tô thanh nhận lấy rượu lui về sau hai bước các ngươi định đánh nhau à đánh nhau vì nam nhân không đáng đâu trên đời còn có rất nhiều nam nhân mà Nhu Giao huyện chúa nghe thấy câu này, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, túm lấy cổ tay Thương Mai, đi. Thương Mai bị nàng kéo ra ngoài, buổi tối trong thôn tối om, mặc dù nhà thờ tổ có treo đèn lông nhưng ánh sáng yếu ớt, gần như không thấy gì. Nhu Giao huyện chúa kéo cô đến dưới gốc cây đa lớn, chừng mắt nhìn cô, người đã đính hôn với biểu ca ta, đúng không? Thương Mai khoanh tay trước ngực, đúng thế, tuyên chiến à, được thôi, ai sợ ai cô là vị hôn thê danh chính ngôn thuận cơ mà. Vì sao, nhu giao huyện chúa lạnh lùng chất vấn. Vì sao, thương mai cười nhạt, còn có vì sao à, ta thích chàng, chàng cũng cực kỳ thích ta nên chúng ta đính hôn, đơn giản vậy thôi. Vậy ư, thật sự tình sâu ý nặng, nhu giao huyện chúa hiển nhiên không tin. Chứ còn gì nữa, thương mai ngạo nghễ nói, chàng cầu hôn mấy lần nhưng ta không đồng ý, cuối cùng thấy chàng ép buộc. Đồng thời dùng quyền lực ép buộc nên ta mới đồng ý huynh ấy uy hiếp ngươi. Nhu giao huyện chúa dường như bị đả kích rất mạnh, biểu ca sẽ không làm chuyện như vậy. Sự thật là như vậy, chàng nhất định muốn cưới ta. Nhu giao huyện chúa nhìn cô chằm chằm, ý ngươi là huynh ấy ép ngươi gả nhưng ngươi không muốn gả cho huynh ấy. Có phải ngươi có ý trung nhân rồi không? Thương mai sửng sốt, cô chém gió hơi mạnh, hình như đã tự gài bẫy mình rồi. Quả nhiên, như sao huyện chúa lạnh giọng nói, mặc dù ngươi thành thân với biểu ca nhưng trong lòng ngươi lại có người khác phải không? Ngươi không xứng với biểu ca, người ngươi thích cũng sẽ không thích loại nữ nhân thay đổi thất thường như ngươi đâu. Thương mai biết mình gặp bất lợi nhưng cũng không vội, có xứng hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Chàng muốn cưới ta cũng không có cách nào khác, dù sao ta chắc chắn sẽ là nhiếp chính vương phi rồi, ai muốn tới giành nam nhân với ta, ta sẽ khiến nàng chết rất khó coi không biết nhà thông thái nào đó từng nói đối phó với những người phụ nữ giò ngó đàn ông của mình nhất định phải nghiêm nghị đồng thời đe dọa hung dữ để cô ta sợ mà tránh xa. nhu giao huyện chúa hừ một tiếng nếu vậy thì ngươi phải yêu biểu ca mới đúng vì sao còn đối xử tốt với nam nhân khác? ta khinh thường nhất loại nữ nhân như ngươi ngươi lừa gạt biểu ca thì thôi đi còn dám lừa cả tô thanh cái quái gì vậy ta lừa tô thanh chuyện này liên quan gì đến tô thanh chương 266, bãi cỏ bị cháy. Nhu giao huyện chúa Hùng Dữ nói, ta nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi dám thay đổi thất thường, ở bên biểu ca lại còn quyến rũ tô thanh thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thương Mai nhìn nàng có chút khó hiểu, nàng có ý gì? Nàng bảo cô ở bên mộ dung khanh cho đàng hoàng, không phải nàng thích mộ dung khanh sao? Ngươi nói rõ ràng cho ta, Thương Mai nói, Nhu giao huyện chúa giận dỗi, còn chưa đủ rõ ràng à? ta biết thừa thủ đoạn của đích nữ nhà quyền quý như ngươi, hồ ly tỉnh lại thích bày trò mưu mô, tâm tư tô thanh đơn thuần mới dễ bị ngươi lừa, nhưng ta thì không, ta đã nhìn thấu thủ đoạn của ngươi từ lâu rồi, ngươi muốn lừa tô thanh phải qua được ải của ta. Lần này thương mai coi như đã hiểu, không phải ngươi thích biểu ca của ngươi à. Nhu giao huyện chúa giật mình sửng sốt, ai nói với ngươi ta thích biểu ca. Tô thanh, suy, đó là trước đây, trước đây ta từng thích biểu ca, nhưng khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện sau khi biết tính huynh ấy thì ta thay lòng rồi nhu giao huyện chúa đáp tính chàng làm sao không phải rất tốt sao thương mai không khỏi bênh vực người trong lòng rất tốt ngươi nói tính huynh ấy rất tốt nhu giao huyện chúa như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trên đời đúng là rất tốt anh minh cơ chí thận trọng ngươi dừng lại đã nhu giao huyện chúa đưa tay chặn lại ta phải hỏi cho rõ biểu ca mà chúng ta đang nói tới chính là nhiếp chính vương mộ dung khanh phải không? Đúng, nhu giao huyện chúa bối rối, nhưng anh Minh, cơ chí, thận trọng mà ngươi nói đâu phải huynh ấy, huynh ấy hung dữ ngang ngược, gian xảo, độc ác, còn suốt ngày sụ mặt, ngươi có chắc ngươi đang nói về mộ dung khanh không? Thương Mai bật cười khanh khách, đó là thỉnh thoảng thôi, nhưng phần lớn thời gian đều rất tốt. Nhu giao huyện chúa liếc cô một cái, người rất thích huynh ấy à? vừa nãy ngươi nói huynh ấy câu thân ngươi vài lần, lại còn uy hiếp ngươi, đều là giả. Thương mai sụp vai, có chút ủ rũ, chán nản, là giả, ta tưởng ngươi thích chàng nên mới cố ý nói để gạt ngươi. Nhu giao huyện chúa bật cười thành tiếng, sự thù địch biến mất, ta thích huynh ấy thì đúng là tự tìm ngược đái. Không đúng, thương mai không dễ buông bỏ lòng phòng bị đến thế, khi Tô Thanh nói ta là vị hôn thê của mộ dung khanh, ngươi bắt đầu có định ý với ta đó là vì ta thấy Tô Thanh dìu ngươi, vừa nãy ngươi còn cùng hắn uống chung một hũ rượu. Nhu giao huyện chúa không chút xấu hổ nói, ta thích Tô Thanh. Thương Mai à lên một tiếng, Tô Thanh biết không? Ngươi nghĩ con ngỗng ngu ngốc ấy có biết không? Ta nói bóng nói gió mấy lần nhưng hắn đều không hiểu, hoặc là hiểu nhưng hắn không thích ta, cảm thấy ta đã từng thành thân nên ghét bỏ ta. Nhu giao huyện chúa nói, nhưng không hề đau buồn. Sao ngươi không trực tiếp thổ lộ? Thương Mai hỏi, Nhu Giao huyện chúa lắc đầu, không hay lắm, nếu hắn không thích ta thì sau này ta cũng ngại đối mặt với hắn. Thương Mai biết triều đại này tương đối bảo thủ, không phải không có nữ nhân thổ lộ với nam nhân, nhưng tương đối hiếm. Loại mặt dày mày dạn như hạ oanh nhiễm cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không được coi là thổ lộ nhỉ. Chỉ có thể coi là kẻ bám đuôi thôi. Nhưng biết Nhu Nhi không phải mối đe dọa của mình, Thương Mai như bỏ được hòn đá lớn trong lòng, thời gian này cô luôn lo lắng về Nhu Nhi cuộc sống không hề dễ dàng. Còn chuyện của nàng ấy và Tô Thanh là chuyện của hai người bọn họ, cô không khống chế được, dù sao không uy hiếp đến bản thân là được. Ta rời khỏi kinh thành hơn nửa năm, không biết tình hình hiện tại của hắn, hắn có ý chung nhân chưa? Nhu giao huyện chúa kéo cô lại hỏi. Chắc là chưa đâu, nhưng Trần Loan Loan nói Tô Thanh bằng lòng lấy nàng ấy. Nhu giao huyện chúa nhíu mày, Trần Loan Loan, cháu gái của Trần Thái Quân, người này không dễ đối phó là nàng ấy, nhưng thật ra nàng cũng có người trong lòng rồi, nàng thích tiêu thác. Vậy chẳng phải đơn giản rồi sao? Bảo tiêu thác cưới nàng, nhu giao huyện chúa nói ngay. Nằm mơ nàng ấy cũng muốn, nhưng tiêu thác lại không có ý với nàng. Đánh ngất rồi ném lên giường, con lừa ngốc tiêu thác ấy phải cứng mà lên cung thôi. Nhu giao huyện chúa lập tức đáp lời. Thương Mai ngạc nhiên nhìn nàng, có cảm giác Trần Loan Loan và Nhu Giao huyện chúa mới là người đến từ hiện đại. Tiêu Thác ở phủ đại tướng quân xa xôi đã ngủ, nhưng trong mơ lại hát hơi liên tục. Khi tỉnh lại thì hơi mơ màng, sau đó cuộn người ngủ tiếp. Khi nguy cơ với nhu giao huyện chúa đã được giải quyết, Thương Mai cảm thấy rất vui. Cô cả đêm không ngủ, một tay cầm thuốc chống mũi bằng ngải cứu, tay kia cầm hũ rượu, ngồi nói chuyện phiếm với nhu giao huyện chúa. Hai người trò chuyện suốt đêm. Trong tướng phủ, lão phu nhân, quý thái phi lệnh cho người tới nói ba người hạ Thương Mai. Mộ Dung Khanh và Nghiêm Vinh từng tới bãi cỏ ngoài kinh thành tìm gì đó, còn mang rất nhiều thảo dược về. Thúy Ngọc bẩm báo, bãi cỏ, tìm thảo dược à, mắt lão phu nhân lóe lên, mặc dù lần này hạ thương mai tới vùng dịch dưới sự ép buộc của quân lệnh trạng nhưng bà ta luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, với tính cô chẳng phải sẽ gây chuyện trước sao. Có lẽ vậy à, Thúy Ngọc đáp, lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, người ra lệnh cho người thiêu dụi bãi cỏ đó đi. Thúy Ngọc hỏi, lão phu nhân sợ nàng sẽ thật sự tìm được thuốc chữa bệnh cương thi sao? Lão phu nhân trả lời, không thể không cho là như vậy, lão thân đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy lần này hạ thương mai quá thuận lợi, thậm chí nàng không làm loạn gì đã đi, mà người của quý thái phi cũng tới báo cáo nói rằng tiểu viện trần ra giường như có mùi thối của cương thi bốc lên. Lão thân nghi ngờ tiểu viện trần ra giấu người bệnh cương thi, hạ thương mai ở đó 5 ngày, có thể đã nghiên cứu ra phương thuốc. Nhưng bãi cỏ đó ở ngoài kinh thành, chắc cũng không có thảo dược gì, đều là cỏ thông thường. Lão phu nhân nắm tay lại, chúng ta không thể mạo hiểm, phải làm mọi cách ngăn cản không cho Hạ Thương Mai tìm ra phương thuốc chữa bệnh, nếu không lần này nàng lập công lớn, sau này sẽ không thể giết được nàng nữa. Thúy Ngọc gật đầu, vâng, nô tỳ sẽ ra lệnh cho người. Ngày hôm sau, Thương Mai rời khỏi vùng dịch, lại tới bãi cỏ đó tìm kiếm nhưng phát hiện bãi cỏ đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Tô Thanh đi cùng cô, hắn thấy vậy thì tức giận, có người ra tay rồi, xem ra người phía sau đã không còn nhẫn nại nữa, sợ người thật sự tìm được phương thuốc chữa bệnh cương thi. Thương Mai không tức giận, cô ngồi xổm xuống nhặt cho cỏ, về lên một ít bùn đất, nhào kỹ rồi tiếp tục bước về phía trước tìm kiếm. Người tìm gì vậy, ở đây làm gì còn ngọn cỏ nào nữa? Tô Thanh hỏi. Thương Mai không nói, cứ thế lật đống cho cỏ ven đường lên tìm, một lúc lâu sau mới đứng dậy hỏi Tô Thanh, ngươi còn nhớ lần đầu tiên nghiêm vinh bị cắn, khi hắn về, có vết bùn trong vết thương đúng không? Tô Thanh nhớ lại, ta không nhớ. Thương Mai nắm một nắm đất bỏ vào trong chai rồi nói, chúng ta về tiểu viện của Trần ra đi, ta có chuyện muốn hỏi nghiêm vinh. chương 267, lùi lại rồi. Trở lại viện nhỏ của Trần ra bên kia, nghiêm vinh nhớ lại nói, lúc đầu vì sốt ruột, hoảng loạn, nên ta nằm một cọng cỏ, nhai rồi ấn lên trên vết thương, đúng là có ít bùn đất thương mai nói có lẽ thứ có độc không phải dược thảo mà là những bùn đất kia cô đổ từ trong bình ra một nắm bùn mới lấy được trong đó có lẫn ít đá vụn có màu trắng bóp nhẹ lại vỡ các ngươi xem biết đây là gì không hai người bước tới gần nhìn nhưng không biết đó là gì đây là gì thế bột này có độc sao tô thanh hỏi thương mai giải thích đây là thạch tín cũng chính là loại đá thô mà chúng ta thường gọi là thạch tín có chất kịch độc thạch tín à Nghiêm Vinh ngẩn ra, ý ngươi là lúc đầu ta dùng thạch tín, cho nên mới không có việc gì. Thạch tín ngoại trừ là độc dược, thật ra cũng có thể làm thuốc, có tác dụng long đờm, sát trùng, ăn những chỗ thịt thối giữa. Thương Mai nói, Tô Thanh nói, mặc dù ta từng nghe nói chuyện dùng thạch tín làm thuốc, nhưng rất ít đại phu trong chiều biết cách dùng. Bởi vì nếu không nắm chắc về trọng lượng, lại gây ra tai nạn chết người. Thương Mai lại biết trong lịch sử mà cô quen thuộc có rất nhiều triều đại đều dùng thạch tín làm thuốc, nhưng quả thật cũng là loại thuốc bị hạn chế mua, số thạch tín trong cửa hàng thuốc đều phải thông báo với quan phủ. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thêm một chút thạch tín thích hợp trong thuốc của đám người vương du. Cô quay đầu nhìn Tô Thanh. Người ở đây theo dõi, một khi xuất hiện phản ứng gì thì phải lập tức đến khu bệnh dịch nói cho ta biết. Được, Tô Thanh nói. Thương Mai bắt đầu nghiên cứu phân lượng bởi vì còn có loại thuốc khác, cho nên trọng lượng nhất định phải thật chính xác. Ban đầu cứ xác định là 3 ngày, sau 3 ngày lại xem hiệu quả thế nào. Sau khi phân chia thuốc xong, Thương Mai dặn dò Tô Thanh rất nhiều lần, nhất định phải nghiêm khắc làm đúng theo phân lượng của. Cô, không thể cho nhiều hơn, cũng không thể ít hơn. Mấy ngày qua, Tô Thanh vẫn canh giữ ở chỗ đóng quân này, nhờ người tìm tiêu thác qua, bảo hắn ta đi cùng Thương Mai về khu bệnh dịch mặc dù bên kia có lẽ sẽ không dở trò gì nhưng cẩn thận có thể dùng thuyền được nghìn năm sau khi tiêu thác qua lại không nói với tô thanh tiếng nào dẫn theo thương mai rời đi luôn vương gia có khỏe không ở trên xe ngựa thương mai hỏi tiêu thác vương gia đang ở trong quân doanh quân doanh xảy ra chút chuyện tiêu thác nói đã xảy ra chuyện gì vậy thương mai vội vàng hỏi tiêu thác nói không có chuyện gì đâu không cần phải lo thương mai thấy tiêu thác không nói, lại biết chuyện này nhất định là tương đối nghiêm trọng. Có sai người ta đi điều tra những nhân khẩu bị mất tích không? Thương mai lại hỏi. Đã bảo bên phía hình bộ đi làm, chắc hẳn qua hai ngày nữa sẽ có kết quả. Tiêu thác im lặng một lát, không ngờ lại tự mình nói ra, bên phía quân doanh xuất hiện vụ đánh nhau. Đánh nhau à, điều này làm thương mai rất kinh ngạc. Quân pháp nghiêm minh, nếu đánh nhau nghiêm trọng có thể là tội chết, phải xử lý theo quân pháp đấy. Tiêu Thác nói rất nhẹ nhàng, có người gây xích mích chia rẽ. Bây giờ trong quân hình thành hai phe phái, từ trước tới nay chưa từng có chuyện này. Những binh lính đóng quân ở đó đều là người dưới quyền của vương gia, sao có thể bị người ta chia rẽ được? Còn xuất hiện phe phái nữa sao? Trong đáy mắt Tiêu Thác như có mây đen che phủ, theo phán đoán sơ bộ, có hai tên tướng quân nương nhờ lương thái phó đã cố ý lấy bệnh cương thi ra khơi mào phân tranh. Lần này có mấy trăm người tham dự vào cuộc đánh nhau. Thương Mai chấn động, dựa theo quân pháp nên xử trí thế nào? Dựa theo quân pháp, mấy trăm người này đều sẽ chịu 50 trượng. Không chỉ vậy, trong quân xuất hiện sự kiện đánh nhau, nhóm binh sĩ này đều sẽ bị giữ lại để chỉnh đốn. Trước khi bộ binh hủy bỏ lệnh cấm thì không có cách nào điều động được. Tiêu thác lại, Thương Mai lại hiểu rõ, bây giờ binh lính dưới quyền của Nhiếp Chính Vương bị chỉnh đốn điều tra, cho nên không thể tùy tiện điều động. Ở một mức độ nào đó điều này đã hạn chế quyền hạn của mộ dung khanh hơn nữa cho dù thật sự đến giây phút cuối cùng bởi vì có nội gian đây cũng không phải là đội quân tinh nhuệ nữa qua lần lượt những tính toán thương mai cảm nhận được dã tâm phía sau tiêu thắc nói cho nên lần này ở khu bệnh dịch có lẽ vương gia sẽ không có nhiều thời gian để ý tới nàng đâu nàng phải dựa vào chính mình thôi ta biết ngươi cũng không cần đi với ta qua giúp hắn nhiều hơn đi thương mai nói ta có thể bố trí tốt. May là bây giờ đại ca ta đã về kinh, cũng dẫn theo một ít binh mã. Sau khi hạ thương mai vào khu bệnh dịch, vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Câu chuyện về cô đã được truyền trong dân chúng. Ngay cả liên thúy ngữ mẫu thân của cô cũng bị người ta lấy ra bàn tán. Danh tiếng của liên thúy ngữ rất tốt, ít nhiều có thể át đi tiếng xấu về chuyện từ hôn của thương mai. Có đôi khi thế sự chính là kỳ lạ như thế đấy. Trước đây Hạ Thương Mai là cô gái điêu ngoa, độc ác, không một ai trong kinh muốn có chút dính dáng nào tới cô. Bây giờ cô lấy thân phận thiên kim của tướng phủ để bước vào khu bệnh dịch, chữa trị căn bệnh, lại lập tức trở thành anh hùng. Ai nấy đều cảm thấy kiêu ngạo vì được gặp cô. Ba ngày sau, Thương Mai ra khỏi khu bệnh dịch, trở lại viện nhỏ của Trần Gia. Tình hình của Vương Du vẫn không tốt hơn, nhưng xem như đã ổn định, có lẽ điều này là do tác dụng của phi châm. Vương Đại Tẩu và thị vệ đã tốt hơn một chút, vết thương không còn thối giữa, mắt cũng bất đỏ, nhưng còn chưa khỏi hẳn. Điều này làm Thương Mai rất thất vọng, bởi vì lúc đó nghiêm Vinh chỉ dùng một chút đã không phát tác nữa, tới lần thứ hai bị cắn cũng không phát tác, đã chứng minh hắn ta có kháng thể. Sau khi uống thuốc, có ghi chép lại về tình hình trong ba ngày qua không? Thương Mai hỏi. Có ghi chép lại, người xem thử. Tô Thanh lấy quyển sổ ra, đưa cho Thương Mai. Thương Mai lật xem qua, không thấy có gì đặc biệt. Cô kiểm tra lại cho Vương Du, phát hiện tình hình của Vương Du tuy ổn định, nhưng thạch tín cơ bản không hề có tác dụng gì đối với hắn ta. Có phải do mình khống chế phân lượng không tốt không? Thương Mai suy nghĩ một lát, lại thêm một ít, căn dặn Tô Thanh, tối nay cho thêm thuốc, ngày mai ta sẽ tới nữa. Được. Sau khi thử nghiệm như vậy thêm hai, ba lần, vẫn không có phát hiện gì. Có thể thấy thạch tín giống như châm cứu, chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình của bọn họ. Chẳng lẽ không phải do thạch tín, hay là do thảo dược trước đó? Nhưng cô đã kiểm tra hết những thảo dược kia, cho dù trộn lẫn thế nào cũng không có sinh ra độc tính. Cô lại suy nghĩ về cách xử lý khi nghiêm vinh bị cắn. Chúng độc, rót nhiều nước cho nôn ra, rửa vết thương nhiều lần, đây đều là cách xử lý những vết thương ngoài da và chúng độc bình thường, không có gì đặc biệt cả. Thương Mai có vẻ rất chán nản ánh sáng bình minh mới vừa lóe lên đã tắt ngay lập tức. Lúc chập tối, mộ dung khanh đi qua, hắn biết được thương mai ra khỏi khu bệnh dịch, nên mới đến. Trông hắn có vẻ hơi mệt mỏi, chỉ mới qua mấy ngày, cả người hắn đã gây rộc đi. Trước đó tiêu thác có nói hắn ngủ không ngon, đại khái lại bị đau đầu. Tình hình thế nào rồi? Hắn vừa tới thì hỏi. Thương Mai nói lại tình huống trước mắt cho hắn biết. Sau khi mộ dung khanh nghe xong, khẽ nhíu mày nói vậy có thể nói là bên kia nàng không hề tiến triển gì còn tụt lùi đấy thương mai ủ rũ nói mộ dung khanh thấy vẻ chán trường của cô lại trấn an nói nàng đừng sốt ruột cứ từ từ suy nghĩ chậm rãi nghiên cứu sẽ luôn có cách thôi ừ ta biết rồi thương mai đi cùng hắn vào trong bên người thế nào đã xử lý xong chưa mộ dung khanh quay đầu lướt nhìn tiêu thác hắn đã nói với nàng hà chàng tha cho cái miệng rộng của hắn đi, hắn không giấu được đâu. chương 268, cơ thể của hắn không thoải mái. Mộ Dung Khanh cười, đúng vậy, hắn không giấu được với người của mình. Thương Mai kéo hắn ngồi xuống, người đau đầu à. Gần đây thường bị nhiều lần, hắn thật ra không phủ nhận. Rất khó giải quyết sao. Thương Mai ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn và bắt đầu bắt mạch. Đây chỉ là bắt mạch bình thường, tiện cho châm cứu. Nhưng cô lại chậm rãi nhíu mày. Không tính là khó giải quyết, bây giờ đã điều binh mã từ Tĩnh Châu qua, ít ngày nữa sẽ đến." Mộ Dung Khanh nói. Phải mất mấy ngày, Thương Mai còn chưa thả tay hắn ra, lại có chút không yên lòng. Đại khái khoảng 10 ngày. Thương Mai cầm lấy bàn tay còn lại của hắn, tiếp tục bắt mạch. Thật ra lần này cô làm tương đối nhanh, sau đó lấy ra túi kim châm, hỏi: "Gần đây người ngoại trừ đau đầu, còn cảm giác có chỗ nào khác không thoải mái không?" mất ngủ ngủ không được không có gì khác đại khái do nghỉ ngơi không tốt mới dẫn tới đau đầu thôi thương mai ừ một tiếng có thấy tức ngực không có cảm giác thỉnh thoảng không thở nổi không thỉnh thoảng thương mai không nói nữa bắt đầu chọn huyệt châm cứu cho hắn sau khi châm kim mộ dung khanh cảm giác được tình trạng đau đớn giảm đi rõ rệt hắn cười nói với thương mai có đôi khi bản vương cảm thấy cưới một đại phu về nhà vẫn thật sự không tệ Thương Mai rút kim rồi ngồi xuống, ta từng nhìn thấy Nhu Nhi ở trong khu vực dịch bệnh. Tô Thanh nói với bản vương, nàng ấy vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú với y thuật. Nàng ấy thích Tô Thanh, người biết không? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh xem thường nói, đây chẳng qua là tạm thời thôi. Người nàng ấy thích không ngừng thay đổi, sẽ không vượt quá nửa năm đâu. Không thể nào, Thương Mai nghi ngờ hỏi, như sao huyện chúa nói với cô, nàng ấy thích Tô Thanh từ rất lâu rồi nhưng tại sao nàng ấy thích Tô Thanh, sau đó lại gả cho người khác? Chẳng lẽ sau khi gả cho người khác, nàng ấy mới phát hiện ra mình thích Tô Thanh, cho nên mới hỏa ly? Có gì mà không thể chứ? Trước đây nàng ấy còn từng nói thích bản vương đấy. Thương Mai không để ý hỏi, vậy người có từng thích nàng ấy không? Sao có thể như vậy chứ? Ta nghe Tô Thanh nói, Nam Hoài Vương thích nàng ấy, là thật sao? Hắn thích nhu nhỉ là do nhu nhi thích bản vương, cũng không phải yêu thích đơn thuần gì. Mộ dung khanh thản nhiên nói. Nhắc tới em trai hắn. Bao giờ hắn cũng có một cảm giác chán ghét và đau lòng không sao tả xiết. Phần tình cảm này hiện rõ trong mắt hắn. Ngay cả thương mai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Đó là tâm trạng chán ghét hắn ta lại thương hắn ta. Cùng với chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thương mai lặng lẽ chuyển đề tài. Gần đây người vẫn ăn uống bình thường chứ. Người có thể cảm thấy buồn nôn không? Không có. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn cô, nghi ngờ hỏi, có phải nàng cảm thấy mạch tượng của bản vương không ổn? "Không, ta chỉ lo lắng ngài bận rộn lại không để ý tới sức khỏe thôi, không có chuyện gì." Thương Mai cười an ủi, "Gần đây đúng là quá bận rộn, việc phạt quấn thân." "Đúng rồi, nàng sai người điều tra nhân khẩu đã mất tích, có phải đã có phát hiện gì không?" Thương Mai nghiêm mặt nói, "Không sai, ta nghi ngờ bọn họ giấu người bệnh cương thi, sau đó sẽ đưa tới nơi khác." Người bệnh cương thi từ khi bệnh đến khi chết là khoảng 10 ngày đến 15 ngày. Điều này có nghĩa là bọn họ phải không ngừng bắt người sống qua, biến thành người bệnh cương thi. Mộ Dung Khanh nói, lúc trước, bản vương cũng đã nghĩ tới chuyện này, cũng sớm sai người điều tra rồi. Nhưng có rất ít nhân khẩu trong kinh bị mất tích, chắc hẳn bọn họ bắt từ nơi khác tới. Nàng yên tâm, ta đã hạ văn thư cho điều tra ở các châu huyện gần đây rồi. Phải nhanh lên. Mộ Dung Khanh nhìn cô chằm chằm, bản thân nàng nên cẩn thận một chút. Tuy trong khu dịch bệnh đều là người của bản vương, nhưng sẽ không thể tránh khỏi nội gián ẩn nấp trong đó. Nếu nàng phát hiện ra cách tốt để chữa trị căn bệnh, tạm thời đừng để lộ ra ngoài. Ta biết, Thương Mai khẽ nói. Mộ Dung Khanh ôm cô vào trong lòng, khẽ thở dài một hơi, Thương Mai, khổ cực cho nàng rồi. Thương Mai dựa vào trước ngực hắn, nghe tiếng nhịp tim của hắn, giọng nói có chút trột dạ, không khổ cực, làm đại phu, đây là công việc của ta." Hai người lặng lặng ôm nhau một lát, hắn lại nhân tiện nói, "Bản Vương phải đi rồi, ta chỉ qua thăm nàng một lát thôi." "Ừ, được, trở về nhớ chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng." Thương Mai ngẩng đầu, dặn dò. Mộ Dung Khanh đáp, "Ừ, biết rồi." Hình thức ở chung của hai người bây giờ tương đối thoải mái, không ai nói thích ai, cũng không nói yêu ai. Dù sao cứ ở chung như vậy, không lãng mạn nhưng ấm áp nhìn hắn rời đi, thương mai chậm rãi nhíu mày. từ mạch đập của hắn biểu hiện ra có vẻ rất bình thường, nhưng nếu nghe lâu lại có thể phát hiện ra vấn đề. còn có nhịp tim của hắn đập mạnh mẽ, nhưng cứ sau khi đập mạnh vài cái lại chợt trứng một nhịp. điều này gây ra cảm giác khó thở và tức ngực. bản thân hắn cũng không phủ nhận có triệu chứng này. màu môi hắn cũng hơi đen, nếu không nhìn kỹ thì không nhìn ra được. sắc mặt hắn bình thường, nhưng giữa hai lông mày cũng có khí đen mờ nhạt khí đen này không phải là khí đen chúng ta gì, mà là do gương mặt trầm đen tạo ra. Từ gương mặt không nhìn ra được, nhưng chỗ ra ở mi tâm hơi mỏng lại nhiều huyệt vị, nên phản ứng hiện ra ở mi tâm. Không giống với chúng độc, nếu không vừa rồi cô đã nói ra. Nhìn từ mạch tượng và nhịp tim thì trái tim xảy ra chút vấn đề, nhưng trước mắt xem ra không tính là vấn đề gì lớn. Có thể do hắn làm việc và nghỉ ngơi không bình thường, áp lực quá lớn mà ra. Chờ qua đợt bận này, cô sẽ điều trị cơ thể giúp hắn, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục, lại phải nghĩ theo hướng xấu thôi. Phía Thương Mai bận rộn cả hai bên, phía tướng phủ cũng không rảnh rỗi. Trong lòng lão phu nhân đã nắm chắc lần này sẽ làm cho Hạ Thương Mai suy sụp, cho nên bà ta cũng vội vàng lo chuyện hôn sự của Hạ thừa tướng. Bà ta đã từng gặp tiểu thư Lâm gia, dáng vẻ và tính tình đều được, cũng không lớn tuổi, mới 18 thôi. Ở triều đại này, 18 tuổi cũng tính là lớn tuổi rồi nhưng tâm tư của tiểu thư nhà lớn cao một chút cũng là bình thường. Lão phu nhân cho phép bất kỳ kẻ nào leo cành cao, nhưng phải xem là có bản lĩnh hay không đã. Sau khi nói chuyện qua với tiểu thư lâm gia, bà ta cảm thấy tiểu thư lâm gia rất thích hợp làm chủ mẫu của tướng phủ. Ít nhất nàng ta cũng nhìn xa hơn tây môn hiểu nguyệt. Nguyệt Nhung phu nhân biết lão phu nhân muốn làm đám cưới, bà ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào. Chỗ dựa duy nhất của bà ta đã vào nhà lao, Chuyện hôn sự với thái tử cũng có thể hỏng rồi. Trong lòng bà ta sợ hãi vì không có chỗ. Dựa, đã sớm không còn vẻ sắc bén trước đó nữa. Nhưng sắc bén không còn, lòng dạ độc ác lại vẫn còn. Bà ta vẫn âm thầm quan sát tình hình bên phía lão phu nhân, thấy lão phu nhân muốn làm đám cưới mà không hề e ngại, có thể tưởng tượng được lần này Hạ Thương Mai sợ rằng không về được. May là mình còn chưa bị đuổi ra ngoài, mọi chuyện vẫn có thể quay đầu lại được đêm đó bà ta kéo thùy nga nói mấy ngày này ngươi luôn ở bên cạnh ta cũng uất ức cho ngươi rồi gần đây thùy nga quả thật bị bà ta đánh chửi rất dã man giờ thấy bà ta bỗng nhiên thay đổi thái độ trong lòng không khỏi cảm thấy khủng hoảng phu nhân nô tỳ không uất ức bắt đầu từ khi nô tỳ vào phủ lại muốn ở cùng ngài hầu hạ ngài đó là thời điểm trước đây nàng ta còn mở mày mở mặt bây giờ trần nguyệt nhung lại không thể xoay người ai theo thì người đó gặp xui xẻo Trần Nguyệt Nhung khẽ thở dài, ta biết người thông minh linh lợi. Mấy ngày nay ta đối xử với người có hơi tệ, thật ra là muốn thử thách người thôi. Thùy Nga chớp chớp mắt, có phần không hiểu ý của phu nhân là. Trần Nguyệt Nhung kéo nàng ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm phấn son lên, nào, để ta trang điểm cho ngươi. chương 269, kế đảo hoa. Thùy Nga có hơi bất an, phu nhân, ngài làm gì vậy? Nguyệt Nhung phu nhân nhướng mày, khẽ cười nói, nhìn kìa, thật ra trông ngươi rất xinh xắn, làm nha đầu lão uất ức cho ngươi rồi. Thùy Nga nhìn mình trong gương đồng, da trắng nõn nà, mặt mày đoan chính, môi mọng lại yêu kiêu ướt át, đúng là gương mặt rất đẹp, nếu trang điểm một chút, nhất định sẽ càng xinh hơn. Qua gương đồng, nàng ta cũng nhìn thấy nụ cười thâm hiểm gian tà của Nguyệt Nhung phu nhân, trong lòng càng sợ hãi hơn, nô tỳ chính là mạng làm nha đầu, sau này nô tỳ sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho phu nhân. Nguyệt Nhung phu nhân cẩn thận bôi phấn, in son môi, vẽ lông mày cho nàng ta, lại đeo thêm cây châm bạch ngọc, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ trang phục của hạ oanh nhiễm, đưa cho Thùy Nga thay đi. Thay à, Thùy Nga càng thêm sợ hãi, bịch một tiếng quỳ xuống, phu nhân, nô tỳ làm gì sai thì ngài cứ nói, nô tỳ sẽ sửa. Trước đây, khi Thùy Nga đi theo Liên Thúy Ngữ, Liên Thúy Ngữ không được sủng nhưng cũng sẽ không làm khó nàng ta, lại không đánh nàng ta. Bây giờ nàng ta đi theo Nguyệt Nhung phu nhân không được cưng chiều nữa, cuộc sống lại càng uất ức hơn, sống rẻ rặt từng ly từng tí vẫn không tránh được từng trận đánh chửi. Đạo trời có luân hồi, trời xanh có bỏ qua cho ai đâu. Kẻ khinh hiên sợ ác, đến cuối cùng vẫn sẽ bị kẻ ác trừng trị. Nguyệt Nhung phu nhân kéo nàng ta đứng lên, cười khanh khách nói, cô nương ngốc, người không làm gì sai cả. Mấy ngày qua, ta vẫn luôn quan sát ngươi, ngươi có sự nhẫn nại, lại vô cùng trung thành với ta, cho nên ta muốn tìm một lối ra cho ngươi không thể cứ để cho ngươi theo ta chịu khổ được thùy nga không tin một từ nào trong những lời bà ta nói mấy ngày qua nàng ta thường nhìn thấy sự ngoan độc của bà ta ở trong mắt bà ta mạng sống của nô tài căn bản giống như dơm rác bà ta sẽ không để ý tới lại càng không cần nói tới thương tiếc trong lòng bà ta nhất định là có tính toán mới nói như vậy nhưng nàng ta không dám nói vậy chỉ ngước lên với vẻ mặt vô tội nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, nô tỳ đi theo bên cạnh phu nhân không khổ, không khổ chút nào. Ừ, ta biết ngươi hiểu chuyện, bà ta kéo Thùy Nga ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt trẻ trung của nàng ta. Bà ta đã từng có gương mặt cũng xinh đẹp như vậy, nhưng bây giờ nếp nhăn đã lặng lẽ leo lên trên khóe mắt của bà ta, bà ta già rồi. Đàn ông đều thích cơ thể trẻ trung đầy sức sống, bà ta cần nhà đầu Thùy Nga này giúp đỡ trong cuộc chiến xoay người lần này. Tối nay là 15, cứ đến 15 hàng tháng, tướng gia đều sẽ đi tới bên thân lâu dân Hương. Nguyệt Nhung phu nhân để sát vào bên tai Thùy Nga, nói mấy câu. Thùy Nga nghe vậy biến sắc, vội vàng quỳ xuống, "Không, không, phu nhân, nô tỳ không dám." Lẽ nào ngươi muốn cả đời làm nha đầu sao?" Nguyệt Nhung phu nhân hơi không vui, nhưng bà ta không vội. Nha đầu này là người có dã tâm, nàng ta biết lần này cũng là cơ hội tốt để nàng ta leo lên địa vị cao hơn có thể thay đổi cả đời của nàng ta. Nô tỳ, Thùy Nga do dự một lát, nàng ta thực sự muốn làm di nương, nhưng nàng e sợ Trần Nguyệt Nhung. Bà ta sẽ không tốt bụng như vậy đâu. Ngươi không cần báo đáp ta, đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Tuy nói trước đó ngươi luôn hầu hạ ở bên cạnh liên thị, nhưng vẫn trung thành với ta. Bây giờ ta chỉ còn hai bàn tay trắng, cũng không cho ngươi được gì, chỉ có thể giúp đỡ ngươi một chút sau này làm di nương hay làm nha đầu, bản thân ngươi suy nghĩ kỹ rồi làm. Nguyệt Nhung phu nhân nói với vẻ rất dịu dàng, lương thiện. Thùy Nga lắc đầu nói, không, nô tỳ sẽ không đi, sau khi nô tỳ đi, lại không có ai hầu hạ cho phu nhân. Nguyệt Nhung phu nhân vỗ vào mờ u bàn tay của nàng ta, nước mắt tràn mi, ta rất cao hứng khi ngươi trung thành với ta như vậy. Tùy ngươi, ngươi xem mà làm là được rồi. Bà ta lấy ra một bình nhỏ, đây là hòa hợp hương nếu ngươi đi thì đốt loại hương này ở trong thân lầu hắn tự nhiên sẽ động tâm ngươi lại có thể thành công nếu ngươi không muốn đi ta cũng không miễn cưỡng ngươi thật ra ta cũng thương tướng ra bây giờ bên cạnh hắn không có ai ta cũng không có cách nào an ủi hắn chỉ có thể nhờ ngươi đi chăm sóc hắn thay ta bà ta nói xong đứng dậy đi ra ngoài thùy nga lắng lặng nhìn cái bình này khóe miệng chậm rãi cong lên nàng ta đương nhiên sẽ đi có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời nàng ta. Nàng ta không muốn cả đời đều làm nha đầu, nàng ta chỉ là xuất thân có chút thấp hèn, dựa vào gương mặt của nàng ta, nàng ta có thể làm chủ nhân. Sau khi hầu hạ Nguyệt Nhung phu nhân ăn cơm xong, Thùy Nga lại tìm cớ ra ngoài. Thân lầu là nơi để bài vị tổ tông hạ ra, trước đây, thương mai từng quỳ ở đây. Cứ mùng 1 và 15 hàng tháng, hạ thừa tướng đều sẽ tới đây dâng hương vào buổi tối, cầu xin sự che chở của Tổ Tông. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta tự cảm thấy mình không may mắn, lại càng. Muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Người chờ ở ngoài cửa, ông ta căn dặn gã sai vặt đi theo. Vâng, gã sai vặt đáp. Ông ta bước lên bậc thang, tâm sự nặng nề. Hôm nay ở trong phòng nghị sự, khi mộ dung khanh nhầm vào ông ta, lương thái phó không ngờ cũng theo nhiếp chính vương chỉ trích ông ta, điều này khiến trong lòng ông ta rất khó chịu. Ông ta tưởng Lương Thái Phó chắc hẳn phải đứng cùng trận tuyến với ông ta, bằng không liên minh còn có ý nghĩa gì nữa. Ông ta đang muốn đẩy cửa ra, lại nghe bên trong có tiếng nói vọng đến. Ông ta tức giận, muộn thế này, còn ai ở trong thần lầu chứ? Hạ Thương Mai không ở đây, Hạ Anh Nhiếm cũng không ở đây, chỉ có thể là nô tỳ trong phủ bên trong vọng ra giọng nói trong trẻo lại uyển chuyển, câu mong liệt tổ liệt tông hạ ra phù hộ cho đường quan của tướng ra thông suốt, tiểu nhân tránh xa, phù hộ cho lão phu nhân khỏe mạnh, phù hộ con cháu hạ ra đông đúc, gia nghiệp hưng thịnh. Ông ta thoáng ngẩn người, không ngờ lại là một người có tâm à. Ông ta khẽ đẩy cửa ra, thấy một cô gái đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Làn hương vấn vít trong thần lầu, phả vào mặt. Ông ta hít sâu một hơi, không ngờ lại có cảm giác tâm thần sảng khoái không thể nói thành lời, dường như tất cả lo lắng buồn phiền đều biến mất. Người quỳ trên mặt đất chính là Thùy Nga, khi nàng ta nghe được tiếng bước chân, mới vội vàng quỳ xuống cầu khẩn. Lúc nghe được tiếng đẩy cửa, nàng ta chợt quay đầu, hốt hoảng đứng lên, chiếc áo lụa mỏng như cánh ve lụa ôm lấy bờ vai, quyến rũ không sao tả xiết. Tướng ra, Thùy Nga phúc thân, có chút kinh hoàng lùi lại một bước, giải thích, nô tỳ tự biết mình không có tư cách tới đây, Mong tướng ra dáng tội, nô tỳ. Hạ thừa tướng nhìn nàng ta, trong làn khói vấn vít, gương mặt nàng ta cũng trở nên mơ hồ. Trong mắt hạ thừa tướng lóe lên tia sáng lạnh, là ai bảo ngươi tới đây? Cứ vào mùng 1 và 15 hàng tháng, ông ta đều nhất định sẽ tới đây. Một nô tỳ ăn mặc quyến rũ như vậy lại quỳ trong thân lầu, chờ sự xuất hiện của ông ta. Ông ta chỉ ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rất nhanh lại biết có chuyện gì xảy ra. Không, không lần này, Thùy Nga thật sự kinh hoàng, sao mọi chuyện lại không giống với dự đoán của nàng ta vậy? Tướng ra nghe nàng ta nói, cuối cùng lại không hề cảm động. Hạ thừa tướng xông tới, một tay nắm lấy cằm của nàng ta, lạnh lùng nói, nói, có phải là Trần Nguyệt Nhung bảo ngươi qua đây hay không? Tướng ra, Thùy Nga bật khóc, thừa nhận, đúng vậy, là phu nhân bảo nô tỉ qua. Hạ thừa tướng lạnh lùng thả nàng ta ra, nàng ta bảo ngươi tới với mục đích gì? Thùy Nga quỳ xuống, run lẩy bẩy, phu nhân nói, bây giờ bên cạnh tướng ra không có ai, tướng ra lại không chịu kiến phu nhân, phu nhân muốn để nô tỳ tới hầu hạ tướng ra thay phu nhân. Nàng ta sẽ nghĩ như vậy sao? Hạ thừa tướng lạnh lùng nói, sợ rằng nàng ta có ý đồ khác đi. Thùy Nga lắc đầu, giả vờ đáng thương, nô tỳ hầu hạ phu nhân ở hậu hoa viên, nên hiểu ý của phu nhân nhất. Phu nhân thật sự rất yêu tướng ra, phu nhân luôn nói với nô tỳ phu nhân đã làm sai một số việc nên rất hối hận, nhưng không có cơ hội quay đầu lại nữa. chương 270, gây xích mích. Nguyệt Nhung phu nhân nửa nằm ở trên ghế trước hành lang, mặc một chiếc áo mỏng, gương mặt không chút phấn son đã không tính là xinh đẹp trẻ tuổi nữa. Mái tóc dài vừa gội xong để xóa lại thoang thoảng mùi thơm, trông có vẻ rất tươi mát. Đàn ông có đôi khi sẽ thích cơ thể trẻ trung đầy sức sống, có đôi khi lại nhớ tình cũ, quần áo không bằng mới, người không bằng cũ, Bà ta ngẩng đầu, nhìn mặt trăng tròn vành vạch, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng bà ta nhanh chóng lau đi, lộ ra vẻ quật cường. Bà ta biết, cách đó không xa có một bóng đen đang nhìn chầm chầm vào bà ta. Bà ta chậm rãi nhắm mắt lại, tối nay sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, Thùy Nga sẽ trở thành người của ông ta, như vậy vẫn có lợi cho mình. Bởi vì bà ta một tay đẩy Thùy Nga qua, Thùy Nga tóm lại sẽ nói giúp mình vài câu trước mặt ông ta. Loại khả năng thứ hai là ông ta nhìn thấu được Thủy Nga, chất vấn Thủy Nga. Con nhà đầu Thủy Nga này không dám bịa đặt lung tung, sẽ nói lại đúng như sự thật. Cho nên ông ta sẽ đến, lại là hít hòa hợp hương rồi tức giận đến. Bên ngoài phòng có từng bông y lan hương đang nở, trong phòng lại đang đốt cánh mạn đà la với số lượng được cân nhắc vừa vặn. Từ sau khi trong phòng xảy ra chuyện lần trước, bà ta lại bắt đầu nghiên cứu về hương liệu. Bà ta thua trong tay hương liệu cuối cùng, bà ta sẽ lợi dụng những hương liệu đó. Trước kia, bà ta vẫn luôn trông cậy vào con gái mình, nhưng trong lòng bà ta thật ra hiểu rất rõ, bất kể hạ oanh nhiễm có tiến vào hay không, bà ta đều sẽ không quản được chính mình. Bà ta nở mày nở mặt hơn 10 năm, đã không thể trở về cuộc sống không được coi trọng này nữa. May mà mấy năm qua bà ta tích góp được ít bạc, số bạc này cũng đủ để bà ta thu mua được một ít kẻ hầu hạ trong phủ. Phòng sắp bị phá bỏ, sân trước không tha cho bà ta, một khi bị phá đi, bà ta lại phải dọn đi. Rời khỏi tướng phủ, bà ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cho nên bà ta nhất định phải dùng mọi cách để ở lại đây. Tiếng bước chân vang lên, bà ta ngẩng đầu, lặng lặng nhìn ông ta và lặng lẽ thở dài, ngài tới rồi. Trong mắt hạ thừa tướng trong mắt đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt khiến ông ta từng yêu lại từng hận này sau khi chút cơn giận chính là một trận mây mưa giống như cuồng phong bão tố. Thùy Nga trở lại nhã huyền, đứng ở ngoài cửa, trên người mặc trang phục của hạ oanh nhiễm, trên đầu cài cây châm bạch ngọc, gương mặt được trang điểm tinh tế. Nhưng tất cả những điều này lại nực cười tới mức nào. Nàng ta vẫn luôn biết Trần Nguyệt Nhung chỉ muốn lợi dụng nàng ta, nhưng không ngờ được bà ta sẽ lợi dụng như vậy. Nàng ta nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra vẻ oán hận. Sáng sớm hôm sau, nguyệt nhung phu nhân dịu dàng xin mặc quần áo cho hạ thừa tướng mái tóc dài để xóa với thái độ dịu dàng ngoan ngoãn không nói một lời nào hạ thừa tướng cũng không nói gì với bà ta sai lầm đêm qua làm ông ta rất phiền não ông ta khinh thường trần nguyệt nhung cũng không có yêu thương gì vốn là người không nên động vào nhất tướng ra đi thong thả nguyệt nhung phu nhân phúc thân đưa tiến nước mắt hoen mi hạ thừa tướng xoay người rời đi trên mặt không có chút cảm xúc nào chờ đã, Nguyệt Nhung phu nhân bỗng nhiên xông tới, từ phía sau ôm lấy ông ta, rất nhanh lại nói với giọng nức nở tướng ra, lại để cho ta ôm ngài một lát đi. Ta biết sau lần này, ngài sẽ không trở lại thăm ta nữa. Ta cũng sắp phải rời khỏi tướng phủ, làm phu thê một thời gian, tóm lại vẫn khó có thể bỏ xuống. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ mong được ôm ngài một lát như vậy thôi. Nước mắt thấm ướt phần áo phía sau lưng ông ta, hạ thừa tướng thấy phiên chán nhưng vẫn có chút thương tiếc. Phần thương tiếc này khiến ông ta làm ra một quyết định rất sai lầm. Ai nói nàng phải rời khỏi tướng phủ chứ? Tướng phủ lớn như vậy, tóm lại vẫn có chỗ cho nàng nương thân." Hạ thừa tướng thản nhiên nói. Vẻ mặt Nguyệt Nhung phu nhân chợt vui mừng, ngài vẫn để cho ta ở lại tướng phủ sao? Nàng là mẫu thân của oanh nhiễm, không nên rời khỏi phủ. Nàng rời đi, tất cả suy đoán trong dân chúng đều sẽ thành sự thật." Khi Hạ thừa tướng nói tới điều này, còn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng dù ông ta có hận người phụ nữ nữa, trước sau vẫn phải để ý tới mặt mũi. Xin lỗi, ta đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng trong mấy chục năm sống với ngài, ta chưa từng có chút gian dối nào. Ta biết, bây giờ ta nói gì, ngài cũng sẽ không tin. Nhưng tấm lòng ta lại có thể sáng như mặt trăng, mặt trời. Nếu ngài không đuổi ta đi, cho dù ta có phải làm nô tỳ bên cạnh ngài cũng thấy thỏa mãn. Hạ thừa tướng bước nhanh rời đi, ông ta không muốn nghe lời như vậy cũng không muốn mình mềm lòng. Bây giờ, bà ta chỉ có thể làm công cụ ấm giường. Sau khi ông ta đi rồi, Nguyệt Nhung phu nhân thản nhiên kêu một tiếng, "Thùy Nga." Thùy Nga đi vào, khom lưng nói, "Phu nhân." Nàng ta cúi đầu, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt. Nguyệt Nhung phu nhân ngồi xuống sát mép giường, nhìn nàng ta, "Trong lòng ngươi không thoải mái, phải không?" Nô tỳ không dám, Thùy Nga trả lời, "Nàng ta sao có thể chỉ không thoải mái chứ?" đơn giản là vô cùng hận bà ta. Nguyệt Nhung phu nhân thản nhiên cười, tướng ra không để ý tới ngươi, ngươi cũng không cần tự ti. Chuyện ta đã hứa với người thì sẽ làm được, chỉ cần ta trở lại sân trước, ngươi lại còn có hy vọng. Thùy Nga ngẩng đầu, không nhịn được oán giận nói, phu nhân đã sớm biết tướng ra sẽ không để mắt tới nô tỳ. Nguyệt Nhung phu nhân lắc đầu, không, ta chỉ là đánh giá thấp sự thông minh của hắn. Ta có lòng nâng đỡ cho ngươi đi lên, lời một câu ích kỷ, ngươi là người bên cạnh ta, ngươi ra mặt, ta cũng ra mặt theo, chung quy còn tốt hơn phải chịu cảnh cô đơn ở đây. Lúc này, sắc mặt Thùy Nga vẻ mới đỡ hơn, phu nhân thật lòng nâng đỡ cho nô tỳ đi lên sao. Tất nhiên rồi, chúng ta liên thủ, ít nhất sẽ không bị người ngoài bắt nạt. Người qua đây, ta nói với người mấy câu, Nguyệt Nhung phu nhân vẫy tay. Thùy Nga bước tới, ghé tay qua. Sau khi nghe xong, nàng ta phúc thân nói, vậy nô tỳ sẽ đi tìm người điều tra. Nguyệt Nhung phu nhân lấy bạc ra, đưa cho nàng ta rồi phất tay một cái, đi đi. Trong phủ này không thể lại có một phu nhân nữa. Có một số việc sẽ tích giày phát mỏng, tích giày phát mỏng cũng có thể áp dụng trên phương diện gây nghiệp chướng. Ông ta và lão phu nhân đều không ngờ tới, vào thời điểm quan trọng này, Trần Nguyệt Nhung gần như bị vứt bỏ lại nhảy ra cản đường. Hôm nay, có một người khách tới thăm Tây môn hiểu Nguyệt. Người tới chính là Nguyệt Nhung phu nhân của hạ thừa tướng sau khi Tây Môn Hiểu Nguyệt được gả qua, chưa từng gặp Nguyệt Nhung phu nhân, nhưng trước đây từng đánh chính diệt, cho nên vẫn nhận ra được. Người tới đây làm gì? Tây Môn Hiểu Nguyệt bị giam trong địa đạo. Từ khi phố Tây Bắc xuất hiện người bệnh cương thị, triều đình đã hạ chỉ cho tất cả mọi người ở góc phía Bắc này không được tự tiện rời đi, cho nên nàng xem như bị nhốt ở đây. Nguyệt Nhung phu nhân bảo Thùy Nga tìm người điều tra, Thùy Nga cho gã sai vật hầu hạ hạ thừa tướng ít bạc, biết được hạ thừa tướng và Tây Môn Hiểu Nguyệt vẫn có lén qua lại, lại còn từng có hứa hẹn. Nguyệt Nhung phu nhân mỉm cười nhìn nàng, phu nhân không mời ta vào trong ngôi một lát sao. Không cần thiết phải làm vậy, người đi đi, Tây Môn Hiểu Nguyệt đuổi nàng ta đi, thậm chí cảm thấy nói chuyện với nàng ta cũng làm hạ thấp thân phận của mình. Trần Nguyệt Nhung không thể so sánh được với nàng, các nàng xuất thân khác nhau, thân phận khác nhau, cho dù cảnh ngộ giống nhau, nàng cũng không cho rằng trần nguyệt nhung có thể khí thế mà đứng ở trước mặt mình như vậy nếu hai người cần đứng chung một chỗ trần nguyệt nhung nhất định phải cúi đầu nguyệt nhung phu nhân thản nhiên cười nhìn vết sẹo trên mặt nàng tuy trông phu nhân không tệ nhưng vẫn còn kém xa tiểu thư lâm ra tướng phủ này cũng thật là kỳ lạ cho dù xảy ra nhiều chuyện rèm pha như vậy nhưng không thiếu tiểu thư nhà lớn vẫn kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên muốn được gả vào Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 18.